week. Lần ngắm gì? Này rất nhanh nhá. Hello, xin chào mọi người. Về rất nhiều màu áo len đẹp mọi người nhá. Chia sẻ 5 lần để có hội mua áo giá 10k mọi người ơi. Rất nhiều áo len đẹp luôn, hôm nay về cả áo len khoác nhá. Mọi người ai xem cho em xin một dấu chấm nào. Mọi người chia sẻ cho em 5 lần nhé, để có cơ hội mua giá 10k nhé. Hôm nay rất nhiều áo len ngắn, dáng dài và cả áo khoác dạ về rất nhiều mọi người ạ. Chia sẻ giúp em để đông đông người vào xem, em sẽ bắt đầu nhá. Xin chào Di Động Trái Tim. Chào Minh Kha nha. Chia sẻ giúp em 5 lần mọi người ơi. Chia sẻ đủ 5 lần để có cơ hội mua giá 10k nào. Hôm nay rất nhiều áo đẹp luôn. Chia sẻ giúp em để đông người vào xem, sẽ bắt đầu bán hàng nhá mọi người. Và hôm nay cũng tiếp tục chơi mini game săn áo giá 10k nha. Rất nhiều mẫu xinh luôn. Chào Nga Cúc Nguyễn. Chào Mi Mai nhá. Có em ơi, có bán nhá. Chia sẻ giúp chị 5 lần nào. Rồi chị sẽ bắt đầu bán hàng nhá. Chào Huệ Trần. Chào Dung Trần nhá. Chào Thanh Hoa, mọi người chia sẻ giúp em với ạ. Chia sẻ để đông đông người vào xem, em sẽ bắt đầu bán hàng nào. Chào Thanh Hà. Chào mọi người, chào tất cả mọi người. Chia sẻ vào hội, các hội nhóm giúp em nhá, để cho đông đông người vào xem, em sẽ bán hàng mọi người ơi. Hôm nay rất nhiều mẫu đẹp luôn.
mọi người săn hàng đón Tết là vừa nhá. Bây giờ hôm nay em về rất nhiều mẫu xinh luôn. Chia sẻ giúp em nào. Để có cơ hội săn áo với giá 10k, mọi người chỉ cần chia sẻ giúp em 5 lần nhá. Rồi em sẽ chọn ra 5 người để bán áo giá 10k nhá. Bán đi nhanh lên để chị đi ngủ nào. Ok, chị Bình Vong nhá. Chị ơi, chia sẻ giúp em với nào. Chia sẻ giúp em vào trang cá nhân, vào trong nhóm ý. Em xem 10 lần rồi. Thanh em Thanh Hà nhá. Phương Nguyễn. Em ơi, áo chị đang mặc giá 120k nhá. Áo len mình đang mặc giá 120k. Ok, Mima bắt đầu bán hàng nhá. Áo len mình đang mặc giá 120k, khoảng 45kg, 40kg đến 55kg mặc ok nhá. Mã số 10 mọi người ơi. Mã số 10 nhá. Màu xám mọi người nhá, màu lông chuột nhá. Mã số 10, 40kg đến 55kg mặc ok nhá. Chất len rất đẹp luôn. Mã số 10 nhá. Chia sẻ giúp em mọi người ơi. Đủ 5 lần để có cơ hội săn áo giá 10k nào. Hôm nay rất nhiều áo xinh. Chia sẻ mạnh giúp em mọi người ơi. Chia sẻ mạnh giúp em để có cơ hội săn áo giá 10k nhá. Em bắt đầu bán hàng nhá. Áo len em đang mặc màu lông chuột mọi người ạ. 40kg đến 55kg mặc rất xinh. Chất rất đẹp luôn nhá mọi người. Cận cái chất mọi người xem này. Chất rất đẹp không hề bay xù gì nhá. Là có chị nào chốt cho em mã số 10 nào. 40kg đến 55kg nhá. Giá là 120k. Xem cho em đủ 5 lần. Em sẽ chọn lọc ra 5 chị may mắn để bán áo giá 10k nào. Mã số 10. Mã số 10, 40kg đến 55kg. Chị làm chốt cho em mã số 10 không nào? Mọi người chốt nhanh cho em nhá. Hôm nay rất nhiều mẫu cho nên là em sẽ đi rất nhanh ạ. Mã số 10, 40kg đến 55kg nhá. Nhớ xem đủ cho em 5 lần nhá. Một em dáng dài mọi người ạ. Dáng dài rất xinh luôn. Cứ bị chói chói. Em ơi, săn áo với giá 10k em cứ xem cho chị đủ 5 lần nhá. Và sau đó sẽ chọn ra cuối livestream này chị sẽ chọn ra 5 người may mắn nhất nhá. Em cứ chốt hàng đi. Ok, chốt cho Mima số 10 nhá. Inbox địa chỉ số điện thoại nhá. Chân váy không có em ơi. Chân váy không có Dung Trần ơi. Nhìn bị lé không? Bị chói không? Có chói không? Không. Thôi hay cho chói nhỉ. Áo em đang mặc dáng dài các chị ơi. Rất xinh luôn nhá. Ở hai bên hông có khóa này. Rất xinh luôn. Hai bên hông có khóa nhá. Khóa này có thể kéo được người nhá. Có thể kéo được nhá.
120k nhá, váy dáng dài mọi người ơi. 40kg đến 58kg mặc ok nhá. 40kg đến 58kg. Mã 30. Mã 30 nhá. Ok, mi mai thanh em nhá, in bưu chị nhá. Thu chân gì? Trễ vai. Trễ vai mình có bạn nhá. Mình sẽ like từ từ nhá, tại vì rất nhiều mẫu luôn. Rất nhiều mẫu đẹp luôn, mình sẽ like từ từ nhá. Mỗi mẫu mình chỉ có một chiếc thôi nhá. Nào xem đủ cho em 5 lần nhá. Các chị ơi, để đủ có hội hoa giá 10k nào. Ai chốt cho em mã 30 nào. 45kg, à 40kg đến 58kg, mã 30. Chất len cực đẹp luôn mọi người ạ. Chất len cực dày, cực đẹp luôn nhá. Bên em bao chất nhá. Ai mua hàng bên em rồi đã biết này. Chất rất đẹp luôn. Chùm mông nhá, và có khóa hai bên này. Khóa có thể kéo được nhá, mã 30. Ok em, thu chưa gì? Nga Trần. Nga Trần ơi, áo bên mình là áo, bên mình là hàng si tuyển chọn từng cái một bạn nhá. Tuyển chọn từng cái một rồi nhá, bạn yên tâm nhá. Rất nhiều mẫu đẹp luôn. Mỗi mẫu mình chỉ có một chiếc thôi nhá. Nào, ai chốt em mã 30 em chuyển mã nào. Chỉ 120k thôi mọi người ơi. Em bao chất luôn, càng cực đẹp. Váy 120k nhá. Chùm mông nhá. Nào, ai chốt cho em nào. Mã 30, 40kg đến 58kg, mã 30. 40kg đến 58kg, mã 30 các chị ơi, 120k thôi ạ. Chỉ có một chiếc duy nhất. Em nhìn thấy comment của ai đầu tiên em sẽ chốt nhá. Các chị chốt đi nào. Mã 30. Nhớ chia sẻ cho em giúp 5 lần nhá. Đủ 5 lần để có hội săn áo 10k nhá. Chốt 30, chốt 30 cho Dung Trần nhá. Dung Trần in một địa chỉ số điện thoại nhá. Một mẫu này cũng rất xinh mọi người ơi. Cổ 3 phân nhá. Chân váy không có bán bạn ơi. Chân váy không có bán nhá. Mẫu này rất xinh mọi người ơi. Rất xinh luôn. Mình nhìn thấy comment của ai trước thì sẽ chốt cho người đấy nhá. Vì là mạng chắc là nó bị láng ý. Thế nên mình sẽ nhìn thấy comment của ai trước, mình sẽ chốt cho người đấy nào. Mẫu này cực xinh luôn các chị ơi, xinh tuyệt vời luôn này, cổ nhá. Cực ấm luôn ạ. Dáng kiểu rất đẹp ạ, kiểu dáng rất xinh nhá. 40kg đến 58kg nhá. 40kg đến 58kg này. Mã 66. Nguyễn Minh Trang ơi, 120k nhá, mã 66 nào. Chị nào chốt cho em nào, mã 66. 40kg đến 58kg, mã 66. Mã 66. Ok, 66 cho Hương. Mình nhìn thấy Hương Osta nhá. Hương Osta inbox địa chỉ số điện thoại nhá. Ở Candy Nguyễn, mình ở Hà Nội nhá. Nguyễn Phương ơi, mình cao 1m6 và là 45kg nha. Mình chốt mã 66 này cho Dung Trần ơi, 66 chốt cho bạn. 66 chốt cho ai được nhỉ? Ô. Hương Osta. 66 của Hương Osta nha. Nào Hương Osta, inbox địa chỉ số điện thoại nào. Nhớ inbox địa chỉ số điện thoại nhá. Những đơn hàng nào mà không inbox địa chỉ số điện thoại thì sẽ hủy nhá mọi người ơi. Mỗi mỗi em chỉ có một chiếc thôi ạ.
Nhớ xem cho em đủ 5 lần nhá. Nhớ xem cho em đủ 5 lần, cuối livestream là em sẽ chọn ra 5 bạn để tặng bán áo giá 10k nào. Em mới áo cho chị không bán nhá. Nguyễn Thị Như Mơ ơi. Zumi lần nào chốt không được. Zumi cứ chốt nhiệt tình lên kiểu gì cũng được. Chốt nhiệt tình lên kiểu gì cũng được nhá. Còn rất nhiều mối xinh, yên tâm. Mình nhìn thấy comment của ai chưa sẽ cho người đấy nhá. Kiểu này rất đẹp mọi người ơi, họa tiết là cực xinh nhá. Họa tiết cực xinh luôn nhá, chất len cực kỳ dày luôn, không bay xù nhá. Các chị nhớ là những ai chốt đơn hàng thì phải inbox địa chỉ số điện thoại cho em mới gửi hàng nhá. Không hủy tất cả luôn nhá. Không inbox địa chỉ em sẽ hủy nhá. 40kg đến 5kg áo này nhá. Rất xinh luôn, 40kg đến 55kg áo này ạ. Nào, chốt cho em mã nào. Mã 55. Ok, Thu Trang Di. Ok em nhá. Áo màu xám, anh chị áo màu xám nào. Áo màu xám các bạn chốt rồi. Nguyễn Thị Như Mơ ơi. Thanh em Dung Trần nhá. Nào, mọi người chốt cho em nào. Mã 55. Mã 55 cực xinh luôn nhá. 40kg đến 55kg, mã 55. Có cỡ nào thím mặc vừa không? À, thím Bùi Lụa ơi có nhá, thím xem livestream nhá rồi chọn mẫu cháu nhá. Ngọc Phương Nguyễn bé ngốc 120k nhá, mã 55 120k nào, chỉ có một chiếc duy nhất. Phương Ngọc chân váy không có bán nhá, Phương Ngọc ơi. Mã 55, chị nào chốt em mã 55 nào. Em chưa nhìn ai chốt đâu ạ. Ok, Hương Ostar nhá. Huệ Trần 58kg mà vừa không. 58kg. Mẫu này 55kg, 40kg đến 55kg Huệ Trần ạ, lượng mẫu khác nhá. Đúng rồi, Thu Trang Di đồng giá 120 áo len nhá. Đồng giá 120 áo len nào. Cảm ơn em Dung Trần nha. Hằng Tây. Hằng Tây ơi, xem đủ 5 lần nhá để có cơ hội săn áo giá 10k nào. Mã 55 có chị nào chốt cho em không ạ? Em chưa nhìn thấy ai chốt mã 55 đâu. Em chưa nhìn thấy ai chốt mã 55 đâu ạ. 40kg đến 55kg. Màu rất đẹp mọi người ạ. 120k. Ok, của Zumi mã 55 nhá. Inbox địa chỉ số điện thoại nhá Zumi. Mi Trần. Mi Trần. Mi Trần, Minh Trần chốt 55. 55 mình hai cái, có hai cái không? Ừ, hai cái. Ok, Mi Trần chốt cho Mi Trần thêm một cái 55 nhá. Mã 55 có hai chiếc. Mi Trần inbox địa chỉ số điện thoại nhá. Inbox địa chỉ số điện thoại nhá Mi Trần ơi. 55 của Mi Trần rồi nhá. À, nhớ xem đủ cho em 5 lần để săn áo giá 10k nào các chị ơi. Những ai em chốt đơn rồi thì phải inbox địa chỉ số điện thoại em với ship hàng nhá. Rất nhiều trường hợp là chốt ngay trên live và không inbox và không em không check lại ấy, thì số điện thoại không liên lạc được, rất chi là phiền phức mọi người ạ. Váy dáng dài mọi người ơi. Ai thích kiểu này không ạ? 40kg đến 60kg mà ok nhá. Lăng Thúy Phương ơi, xem 5 lần để có cơ hội săn áo 10k nha. Cuối livestream này sẽ chọn ra 5 bạn may mắn nhất để bán áo giá 10k nào. Xem đủ 5 lần nha, lên các hội nhóm và trang cá nhân để chế độ công khai nào. Ok, Thanh Huệ Trần nha.
chọn lựa mẫu khác nha. Mẫu này dáng dài mọi người ơi, 40kg đến 60kg nha. Dáng dài nha, 40kg đến 60kg cũng chỉ 120k nào. Mã 69. Em cảm ơn chị Minh Bình nha, thanh chị nha. Mã 69 mọi người ơi, mã 69 nào. Mã 69 40kg đến 60kg nha. Mã bao nhiêu vậy chị? Mã 69 ạ. À. Lã Hiền ơi, mã 69 nha. Dáng dài cực xinh luôn. Ai thích phong cách dáng dài thì chốt cho em mã này, mã 69 nào. Minh Kha áo len xẻ tà. Có em ơi, có nhá. Áo len xẻ tà có nhá. Ok, của Linh Miu 69 nào. Nhìn thấy Linh Miu rồi nhá, Linh Miu được 69 nha. Inbox địa chỉ số điện thoại nào. Cục Lê ơi, đồng giá 120k nha. 120k nha Ngọc Pun ơi. Lên ngắn rất nhiều nha Minh Bình ơi. Ngọc Pun ơi, 69 là của 69 là của Linh Miu rồi nha. Nhìn thấy Linh Miu trước nha. 69 của Linh Miu này. Nhìn thấy của ai trước thì bạn ấy sẽ được nha. Mỗi mẫu chỉ có một chiếc thôi ạ. Mọi người cứ chốt hàng đi và chia sẻ cho em đủ 5 lần. Cuối livestream thì em sẽ chọn ra 3 đến 5 người để em bán áo giá 10k nhá. Mọi người cứ chốt đi. Em mặc len ngắn đi. Ok, len ngắn đây nha. Len ngắn nha mọi người ơi, len ngắn ạ. Mẫu này cũng rất xinh nha. Có phối lưới mọi người nhá. Có phối ren lưới phía trước nhá, vào tay này. 40kg đến tầm khoảng 55kg. 40kg đến 55kg mã này nha. Chất cực đẹp luôn. Và mẫu mẫu chỉ có một chiếc thôi ạ, mã 06 ạ. Mi Trần xẻ tà, ok. Mấy tí ấy đeo chị xem mấy cái xẻ tà đây. Dáng như vừa nãy. Ngọc Pun dáng dài à, ok nhá. Nào mã 06. Ai chốt em mã 06, 40kg đến 55kg. Rồi em sẽ thay rất nhanh tại vì còn rất nhiều mẫu nha mọi người nhá. Hôm nay em có gần 300 mẫu cơ cho nên là em sẽ thay rất nhanh. Nào các chị chốt ngay cho em nhá. Mã 06. 06 của bé ngốc nào. Ok, bé ngốc được 06 rồi nha. Inbox địa chỉ số điện thoại nha. Bé ngốc được 06 rồi nào. Inbox địa chỉ số điện thoại nha. Những đơn hàng nào chốt mà không inbox địa chỉ số điện thoại là em sẽ hủy nha. Lưu ý giùm em nha. Những đơn nào chốt không inbox địa chỉ số điện thoại em sẽ hủy ạ. Rất nhiều mẫu xinh. Nguyễn Kim Chi ơi, 120k nha. Sen đủ 5 lần có cơ hội săn áo giá 10k nào. Cuối livestream thì sẽ chọn ra ngẫu nhiên nhá. Bán áo 10k nha mọi người ơi. Nào. Dáng rộng nhá. Dáng form dáng rộng nào. Mặc rất chi là thoải mái nhá. Mặc rất chi là thoải mái mọi người ơi. Mặc rất xinh luôn, màu cực đẹp luôn. Cổ tim nhá. Ai thích phong cách dáng rộng thì bơ vào đây nào. Rất xinh luôn. Mã 14 mọi người ơi. 40kg đến 60kg mặc ok nào. Mã 14 nào. Mã 14 nào. 40kg đến 60kg mã 14 nha. Màu cực tây luôn. Đây rất xinh, màu cực tây luôn nha. Ai thích form dáng rộng chốt cho em mã 14 nào. Mã 14 ạ. Mã 14 nha. Đủ 100 người xem em sẽ tặng áo free nào. Đủ 100 người xem em tặng áo free nào. Chia sẻ cho em nào. Chia sẻ vào các hội nhóm cho em. Đủ 100 người tặng áo free nha.
Mã 14. Em mã 14 40 kg đến 60 kg nha. 120k Nga ơi, áo đồng giá 120k. Chia sẻ cho em và các hội nhóm đủ 100 người em tặng áo free nào các chị ơi. Ai chốt cho em mã 14 đúng không ạ? Mã 14 là 40 kg đến 60 kg nha. Có ai cho mã 14 không ạ? 40 kg đến 60 kg nha. Nào em sẽ bây giờ em sẽ thay rất nhanh nha. Còn rất nhiều mẫu đẹp mọi người ạ. Chốt nhanh cho em nha. Ok, Mima được 14 rồi nha. Inbox địa chỉ số điện thoại nào. Nhớ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Rất nhiều mẫu đẹp. Thương cái gì ấy? Thương Pha Lê ơi, nhiều mẫu đẹp lắm em ơi. Còn nhiều lắm. Đừng thoát ra nha, cứ ở đấy nha. Mẫu này rất xinh, màu xanh ngọc. Cổ 3 phân mọi người ạ. Màu xanh ngọc cổ 3 phân nha. Tay đây ạ. Tay rất là, tay dáng xòe xòe rất chia đẹp luôn. Dáng dài thụng đi chị. Ok Ngọc Pun ơi, cảm ơn Mi Mai nha. Mã 14 màu đen không? Mã 14 mã nào nhỉ? Không có em ơi, mã 14 không có màu đen đâu. Mỗi mẫu chỉ có một chiếc em ạ. Mỗi mẫu chỉ có một chiếc. Xanh ngọc, màu xanh ngọc cực xinh luôn. 40kg đến 60kg mặc ok nha. Mã 75 ạ. Mã 75 nha. Mã 75 nha. 40kg đến 6 à đến 58 60kg mặc ok, mã này màu xanh ngọc cực yêu luôn. Mã 75 ạ. Có chị là chốt em mã 75. Đủ 100 người xem em tặng áo free nha. Chia sẻ mạnh vào cho em nào. Ok, 75 của Hứa Hồng. Hứa Hồng inbox địa chỉ số điện thoại nha. Inbox địa chỉ số điện thoại nha, nhìn thấy Hứa Hồng rồi nha. Em kiều lười biếng. Em ơi à, còn rất nhiều mẫu xinh nhá. Cứ ở đấy. Rồi còn rất nhiều mẫu xinh. Hứa Hồng số điện thoại cả. Hứa Hồng số điện thoại. Mọi người chốt mã thì có thể inbox cho em hoặc cho số điện thoại nha. Nhưng mà tốt nhất là inbox cho em luôn để chỉ số điện thoại. Để em ship hàng cho nó lẹ nhá. Màu trắng này, cổ 3 phân màu trắng nhá. Dáng này cực xinh luôn. Mặc chân váy thì cực cực đẹp này. Có xẻ hai bên mọi người ơi. Mẫu này rất yêu luôn này. 40kg đến 58kg nào. Chốt cho em mã này nào. Dung Trần ơi, chị có thấy em nhá. Có thấy em nhá Dung Trần ơi. Bao nhiêu thế ạ? Đặng Thị Ngọc Ánh ơi, 120 em ơi. Đồng giá 120. Chia sẻ cho chị đủ 5 lần. Có cơ hội xem nào giá 10k nhá. Mọi người chia sẻ giúp em với. Chia sẻ lên 100 người em sẽ tặng quà. Hứa Hồng cho địa chỉ số điện thoại luôn con. Rồi. Đủ 100 người em tặng áo free nào. Chia sẻ mạnh cho em với chị ơi. Nó cười chị. Nó giọng cười đánh đánh đã. Từ từ từ. Mã 45. 40kg đến 55kg mã 45 nha. Màu trắng mọi người ạ. Rất dễ mít đồ luôn. Dáng xẻ tà này. Xẻ hai bên cực xinh mọi người, mít chân váy cực xinh luôn nhá. Mã 45 40kg đến 55kg. Mã 14 chị... Anh ơi anh mua cho người yêu, mua cho vợ nhá. Rồi nhìn thấy Nhật Xuân 45 của Nhật Xuân hả? Bảo cừu lưu biếng. Mã 14 có mỗi màu đỏ này thôi này. Hỏi lâu rồi mà. Không vừa không đấy. Hỏi lâu rồi. Mã 14 có màu đen không này? Hỏi lâu rồi. Nhật Xuân 45 của Nhật Xuân nha. Inbox địa chỉ số điện thoại nha. Mã 45 có một chiếc nha, chốt cho Nhật Xuân rồi. 45 một chiếc thôi, chốt cho Nhật Xuân nha. Em chuyển sang dáng dài mọi người ơi, áo khoác dáng dài nào. Có ai thích dáng dài nào? Cực xinh luôn.
cực yêu luôn mọi người ơi, mẫu này yêu lắm này. Đó. Áo khoác len dáng dài đồng giá 150k các chị ơi. Bé ngốc chốt cái nào đây? Bé ngốc chốt 06. Rồi ok, Thanh bé ngốc nhá. Nào chốt cho em mã 40 nào, mã 40 nhá. Cái này rất dễ mặc luôn, 60kg mặc vẫn ok, 65kg mặc vẫn ok. Mọi người có thể cho số điện thoại và địa chỉ lên phía dưới nhá. Mã 40. Mã 40 nào. Rất đẹp nhá, kiểu style Hàn Quốc ạ. Rất xinh luôn. Chốt cho em mã 40 nào các chị ơi. Con đi đâu rồi? Gọi nó mà. Thấy Mi Mai nhá. Thấy Mi Mai nhá. Thu Vân ơi, áo len dáng ngắn là 120.000 đồng giá, còn khoác len là 150 nhá. Mã 40 nào. Mẫu này cực xinh luôn. Có ai chốt mã 40 cho em không nào để em chuyển mã nào. 150k nhá. Xem mạnh cho em nào, đủ 100 người xem là tặng áo free nhá. Đủ 100 người em tặng áo free nhá. Nào xem mạnh cho em. Áo len này rất xinh mọi người ơi. Màu xanh nhá. Mẫu này 40kg đến tầm khoảng 5kg nha. Rất xinh luôn. Mặc cực tôn da nữa. Mặc tôn da lắm mọi người ạ. 40kg đến 55kg nha. Kiểu này rất dễ mặc ạ. Mã 22 các chị ơi. Ok, một màu tuyết trắng nha. Cảm ơn Mai Xuân Việt nhá, chia sẻ nào, chia sẻ mạnh giúp mình nào. Mã 22, có chị đang chốt nhé, mã 22 không ạ? Mã 22 nhá, phía sau đây ạ, cực yêu luôn. 40kg đến 55kg. Ok, 22 của Hứa Hồng nhá. Tiếp một em màu xanh nữa các chị ơi, tiếp một em màu xanh nữa nhá. Áo len đẹp quá, Đặng Đức Vinh, Thanh Đặng Đức Vinh nhá. Đúng rồi em ơi, nhưng mà hàng bên chị tuyển từng cái một nhá. Hàng tuyển từng cái một nhá. Đúng rồi nhá, hàng tuyển từng cái một nhá. Chất len rất đẹp luôn mọi người ạ. Màu xanh tiếp này. 22 chốt cho Hứa Hồng rồi nhá. Mã Xuân Việt ơi, 22 chốt cho Hứa Hồng rồi nhá. Mỗi mối chỉ có một chiếc thôi các chị ạ. Ai mua hàng bên em rồi biết, hàng bên em rất đẹp luôn, chất cực đẹp luôn. Nào chốt cho em nào, áo này áo kiểu cánh rơi nhá. 40kg đến 60kg nào. Mã 50. Mã 50, 40kg đến 60kg nhá. Kiểu cánh rơi rất dễ mặc mọi người ạ. Đồng giá 120 nha bạn Thanh Nguyên. Thanh Nguyên này áo len đồng giá 120 nha. Ok, cảm ơn Thùy Dung nha. Chân váy không có Thu Hoàng ơi. Mã 50. Chỉ có một chiếc duy nhất mã 50 ạ. Áo cánh rơi mọi người ơi. 40kg đến 60kg mặc ok nha. Áo len 120, Đặng Đức Vinh ơi. Vương Thu Hoa mình ở Hà Nội nha. Ok, Hứa Hồng 50. Của Hứa Hồng 50 rồi nha. Cảm kem ơi, có một chiếc là mình nhìn thấy Hứa Hồng trước nha. Bạn Hứa Hồng cho mình địa chỉ số điện thoại bên dưới nào, hoặc là inbox cho mình nha. Lưu ý là những đơn nào mà chốt mà không cho địa chỉ số điện thoại thì mình sẽ hủy đơn nha. Sẽ hủy đơn nếu như mà không inbox địa chỉ số điện thoại nha. 50 hết rồi nha. Chỉ có một chiếc.
trên mạng cho em đủ 100 người xem là tặng áo free. Đủ 100 người xem em tặng áo free. Ok, ok Thanh và Hứa Hồng nha. Áo len mọi người ơi, áo len cao cổ nhá. Cổ cao nhá. Tay nhá. Tay rất xinh này, tay cực xinh luôn nhá. Trời lạnh mặc áo này rất chuẩn mọi người ơi, mọi người có thể mít những cái áo khoác nhẹ nhàng bên ngoài nhá, là ấm rồi nhá. Ngọc Vũ đây có em ơi, tìm biết là quần áo có là Hứa Hồng bà Phan. Bà Phan. Ok. Cái gì? Tìm cái gì? Áo len dạng cũng. Áo này 40kg đến 55kg nào. Mã 51. Mã 51 các chị ơi, 40kg đến 55kg, mã 51. Len cao cổ màu đen nhá, chất cực đẹp luôn, chất với đen cực đẹp luôn ạ. Không hề bay xù gì luôn nhá. Nào chốt cho em mã 51 nào. Đáng thụ mà. Được, nhiều này sao mà tìm được. Mã 51 nào, ai chốt em mã 51 nào. Mã 51 nhá. Có chị nào cho em mã 51 không ạ? Trời lạnh mọi người có thể mít cái này vậy ạ. Ok, Quỳnh Lan, Quỳnh Loan. Quỳnh Loan là nhìn thấy Quỳnh Loan rồi này. Mã 51 này. Quỳnh Loan em có địa chỉ số điện thoại nhá. Giúp Mi Mai ơi, của Quỳnh Lan 51 rồi nhá. 51 hết rồi nhá. Chia sẻ cho em nào. Những ai chốt hàng rồi thì nhớ chia sẻ cho em nhá, để lát nữa em sẽ cuối live stream ý, sẽ chọn ra một số bạn để bán áo giá 10k nhá, trong những đơn hàng đã chốt nhá. Màu này rất nhẹ nhàng mọi người ơi. Màu rất nhẹ nhàng. Đinh Hồng Ái ơi, áo 120 em ơi. Áo này màu rất nhẹ nhàng, 40kg đến 58kg nào. 78 mọi người ơi, mã 78 nha. Quỳnh Loan cho địa chỉ luôn cơ. Cảm ơn Quỳnh Loan nha. Em kéo cả bạn, một đống bạn vào để chọn áo của chị đây này. Ok, cảm ơn em Mi Mai nha. 78. Ok, của Hứa Hồng 78 nào. Nhìn thấy Hứa Hồng 78 rồi nhá. Chân váy không bán em ơi. Lê Dương ơi, không bán chân váy nha. Hứa Hồng 78. Ô, áo này của ghế đi mà. Cảm kim áo lào cánh rơi em ơi, có cánh rơi nhá, cứ ở đấy đừng đi đâu, rất nhiều mẫu đẹp, cứ ở đấy đừng đi đâu mọi người ơi. Mai Việt 76 hết rồi nhá, chỉ có một chiếc thôi nhá. Dung Trần ơi, chị cao 1m6 là 45kg em ơi. Ai thích kiểu len 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 kiểu mít màu bên này không ạ? Rất xinh mọi người ơi, kiểu dáng rất đẹp nhá. À quên, màu sắc rất lạ nhá. Và cũng rất dễ phối đồ nhá. Rất dễ phối đồ nhá mọi người ơi. Mít màu rất lạ nhá, 40kg đến 55kg ạ. Mã 73. 40kg đến 55kg mã 73. Ôi mọi người chia sẻ giúp em đi. Đủ 100 người xem là bán áo free nào. Đủ 100 người xem tặng áo free nào. Chia sẻ vào các hội nhóm cho em nhiều vào nào. Ok, nhìn thấy Hứa Hồng 73 à, cái gì đây? Mẹ bống à? Mẹ bống. Chốt cho mẹ bống 73 nhá. Cho địa chỉ số điện thoại luôn bạn mẹ bống ơi. Cho mình địa chỉ số điện thoại luôn nhá. Thím Bùi Lụa hết 73 rồi nhá. Mi Mai 73 hết.
Thảo 73 hết nha. Chỉ có một chiếc thôi nha. Mọi người chốt mẫu khác cho em nào. Mọi người phải nhanh tay lên. Không nhanh tay lên là hết mẫu đẹp mất. Chỉ có một chiếc ạ. Mỗi mẫu chỉ có một chiếc. Cho nên em nhìn thấy comment của anh trước em chốt cho người đấy nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha. Chia sẻ mạnh giúp em nào. Trần Liễu ơi, không có chân váy em ơi. Áo dáng crop top nha mọi người ơi. Dáng crop top nha. Tay lỡ này. Màu hồng này rất đẹp luôn nha. Màu hồng này cực xinh luôn nha. Dáng crop top tay lỡ ạ. 40kg đến 55kg nào. Mọi người có thể miết chân váy nha, em bên này cũng rất hợp nhá. Rất đẹp nhá, dáng crop top này. Mã 65 ạ. Nào, chị nào chốt cho em mã 65 nào. Mã 65 nha. Chân váy không có em ơi. Áo mã 65 nào. 40kg đến 55kg nha. Mẹ bố cho địa chỉ kìa. Chị nhận được áo sáng nay rồi em à. Áo đẹp lắm. Hàng xi mà như mới. Ok, cảm ơn chị Minh Bình nha, Thanh chị nha. Và ủng hộ em tiếp chị ơi. Chốt hàng tiếp cho em nào. Mã 65 nha. 40kg đến 55kg nào. 40kg đến 55kg mã 65. Dáng crop top nha. Mọi người ơi, dáng crop top, bíp chân váy cực xinh này, mã 65 nha. Em còn nhiều mẫu lắm chị ơi. Mã 65 nha. Lan Chi Nguyễn ơi, áo đồng giá 120k nha. Chia sẻ đủ 5 lần vào các hội nhóm thì có cơ hội săn áo giá 10k nha. Đủ 100 người xem em sẽ tặng một áo free. 200 người xem em tặng tiếp một áo free. Chia sẻ mạnh cho em nào. Em qua mẫu nha. Đợi lâu quá hội mới phát ra hết. Ok chị ơi, ok. Đọc mẫu phát bỏ ra ngoài luôn. Ừ. Rồi như thế đi. Bao nhiêu vậy số? 120k nhá. Ngô Anh Đào ơi. Cứ đọc mẫu xong đi. Bây giờ em sẽ qua mẫu thật nhanh nhá. Tại vì em còn rất nhiều hàng nhá. Cho nên mọi người chốt nhanh cho em nào. Mẫu này cực xinh đó mọi người ơi. Dáng xẻ tà 40kg đến 55kg nhá. Mã 01. 40kg đến 55kg mã 01. 40kg đến 55kg mã 01 nha. Chia sẻ mạnh cho em nào, đủ 100 người xem em tặng áo free nha. Mã 01 của Minh Bình nha. Của mẹ bóng chứ. À đâu? Của mẹ bóng. Ok, xem nào. Nhìn thấy mẹ bóng trước nha, 01 của mẹ bóng nha. 01 của mẹ bóng nha. Chị Minh Bình chốt xong nha. Em chốt cho mẹ bóng được nha. Em nhìn thấy mẹ bóng trước. Không một mẹ bóng nha. Mai Xuân Việt lựa mẫu khác nha. Mai Phương Hiên. Có thấy Mai Phương Hiên ơi. Chắc mạng lạc Minh Bình ơi. Mình thấy của mẹ bóng trước nha. Em thấy của mẹ bóng trước. Màu hồng rất đẹp mọi người ạ. 40kg đến 60kg, 58kg nào. Mã 41. Mã 41 nha. Chất cực đẹp luôn mọi người ạ. Đem cho mọi người xem cận kề chất này. Mã 41 nha. Đúng rồi, Ngô Anh Đào ơi. Đúng rồi nha, hàng tuyển nha. Mình tuyển từng cái một nha. Mã 41 ạ. 40kg đến 58kg. 41 của Ly Hương Trần. Chị Ly Hương Trần cho em địa chỉ số điện thoại luôn nào. Nhìn chị Ly Hương Trần trước rồi nha. Cho em địa chỉ số điện thoại luôn nha. Em sẽ qua mẫu nhanh nha. Còn rất nhiều mẫu, em qua mẫu thật nhanh nha mọi người ơi. Các chị chốt cho em nhanh nha. Ô Ly Hương Trần, thôi ạ. Là sao, chị có lấy không? Không thì để cho bạn Ngô Ánh Đào này. Đâu? Ly Hương Trần.
Em chốt cho ok hủy của Ly Hương Trần, chốt cho Ngô Anh Đào nhá. Mã 41 của chị Ngô Anh Đào cho em địa chỉ điện thoại nào. Có thấy Hằng Nguyễn ơi? Nhìn thấy Ly à, nhìn thấy Ngô Anh Đào 41 rồi nha, cho địa chỉ số điện thoại nhá. Áo này rất xinh mọi người ơi. Cổ như này mọi người nhá. Em bị áo ở trong nó không ấy. Cổ như này mọi người ấy nhá. 40kg đến 53kg mẫu này nào. Ờ, bạn ơi, mình nhìn thấy Ngô Anh Đào trước nhá. Chị Ly Hương Trần xong đến Ngô Anh Đào nhá. Minh Bình sau nhá. Do mạng bên em nhìn thấy của ai trước em sẽ chốt người đấy nhá. Ok, Thanh chị Ngô Anh Đào nào. Mã 08, 40kg đến 53kg. Mã 08 ạ. Mã 08 nhá. 40kg đến 53kg. Kiểu như này mọi người ơi, cổ như này nhá. Em mặc áo không. Đây nhá. 40kg đến 53kg mã 08 nào. Đủ 100 người xem. 08 của Mai Xuân Việt nhá. 08 của Mai Xuân Việt nhá. Đủ 100 người xem em tặng áo free nhá. Mai Xuân Việt cho địa chỉ số điện thoại nhá. Màu đen mọi người ơi, tiếp một em màu đen nhá. Chia sẻ mạnh cho em nào, đủ 100 người xem em tặng áo free nào. Màu đen mọi người ơi. 40kg đến 55kg nhá. Màu đen rất dễ mặc rồi, chất len cực đẹp luôn nhá. Bên em chất cực đẹp luôn mọi người ơi, chốt cho em nào. Mã 68. 40kg đến 55kg mã 68 nhá. Mã 68, 40kg đến 55kg. Đủ 100 người xem em tặng áo free. Mã 68, 40kg đến 55kg. Nguyễn Lương ơi, Nguyệt Đậu, Nguyễn Lương Nguyệt Đậu áo 120k nha. Mã 68 nhiều chị ạ. Đồng giá 120k nha. À, Ngân Nguyễn ơi, 120k em ơi. Chốt mã 68 comment 68 bên dưới nha. Ngân Nguyễn ơi. Châu Hồ ơi, áo 120 nha. Đồng giá 120 nha. Mỗi mỗi chỉ có một chiếc thôi. Ok, ok, Mai Xuân Việt nha, nhìn thấy Mai Xuân Việt rồi, địa chỉ rồi nha. Nào, mã tiếp theo mọi người ơi. Ồ, ok, Thu Hiền nha. 40kg đến 55kg mã này ạ. Màu cực đẹp luôn mọi người ơi. Mã 27 nào. Mã 27, 40kg đến 55kg mã 27 nha. Màu cực đẹp luôn. Mã 27, 40kg đến 55kg. 27 của màu tuyết trắng nha. Ok, nhìn thấy màu tuyết trắng rồi nha. Của màu tuyết trắng 27 này. Em ơi, dáng dài, ừ ok nhá. Tại vì là nhiều quá bây giờ chị không thể lục tung hết được. Nên chị sẽ like dần ý. Thấy mẫu nào like mẫu đấy thôi chứ không. Kiểu thấy mẫu nào like mẫu đấy thôi ý. Minh Mèo ơi, 27 của màu tuyết trắng rồi nhá. Chỉ có một chiếc duy nhất. Mỗi mẫu em chỉ có một chiếc duy nhất các chị ạ. Mẫu em chỉ có một chiếc duy nhất thôi nhá. Em nhìn thấy comment của ai trước em sẽ chốt cho người đấy nhá. Áo len cổ cao mọi người ơi. Con này em có cả màu trắng nhá. Một cái màu đen, một cái màu trắng ạ. Có xẻ hai bên nhá. Mặc cực ấm luôn. 40kg đến 55kg mã 48 ạ. Mã 48. Mã 48 nhá. 40kg đến 55kg mã 48 nào. Cổ cao cực đẹp luôn. Dung Trần mã 01 đâu.
giá là bạch bích 120k nhá. Bạch Bích ơi, giá 120, đồng giá 120 nào. Chốt cho em là 48 các chị ơi. 40kg đến 55kg nào. Màu đen cổ cao nhá, có xẻ tà hai bên nhá, mặc cực đẹp luôn. 48 em ơi, mạng 48 nhá. Chia sẻ mạnh cho em và các hội nhóm, đủ 100 người xem em tặng áo free nào. Chia sẻ cho em mạnh vào đi, đủ 100 người xem em tặng áo free nhá. Áo len cổ tim nhá, mọi người ơi. Em này màu đen cổ tim nhá. Ok, chốt cho Mima 48 nhá. Cho chị chỉ số điện thoại nhá. Mọi người, áo này kiểu cực lạ này. Cái tay của nó có xẻ xẻ nhá. Có xẻ hai bên này. Đó, cực yêu luôn nhá. 40kg đến 58kg nào. Cực yêu luôn. Mẫu này cực yêu luôn. Mã 19, 40kg đến 58kg. Mã 19 nào. Mã 19 nhá, 40kg đến 58kg. Tay cực yêu luôn mọi người ạ. Mã 19. Ngô Anh Đào. Ok, nhìn thấy Ngô Anh Đào rồi nhá. Ngô Anh Đào bị chỉ điện thoại chưa? Chưa. Ngô Anh Đào cho mình chỉ số điện thoại luôn nhá. Các chị lưu ý là những ai mà chốt được đơn hàng rồi nhá, cho em về chỉ số điện thoại luôn hoặc là inbox cho em nhá. Những đơn nào mà không có địa chỉ số điện thoại là em hủy nhá. Em sẽ hủy nếu như không có địa chỉ số điện thoại ạ. Cho luôn phía dưới thì em sẽ ẩn nhá. Cho rồi mà Xúc ơi. Đây. Ok, Ngô Thanh Đào nhá. À, Ngô Anh Đào nhá. Áo len của này cũng rất xinh mọi người ơi, len môi tim nhá, môi tim cực yêu luôn nhá. Hơi dáng có chùm mông một chút nhá, chùm mông một chút ạ, rất xinh luôn. 40kg đến 58kg mẫu này nào. Các chị ơi, chốt lại mẫu này cho em là mẫu này cực xinh luôn. Xem ai nhanh tay chốt được mẫu này nhá. 02, mã 02 ạ. Mã 02 nhá. Đây ạ, chất len bên em cực đẹp luôn nhá, không bay xùi các chị nhá. Mã 02 nhá, 40kg đến 58kg nào. Môi tim cực yêu luôn mọi người ạ. Mã 02 nhá. Ok, 02 của Linh Miu nhá. Chỉ có một chiếc chốt cho Linh Miu rồi nhá. Châu Hồ tuyển à chọn mẫu khác giúp mình nhá. Linh Miu có địa chỉ điện thoại chưa? Linh Miu cho mình địa chỉ số điện thoại nhá. Linh Miu cho chị tôi chưa có. Chốt được chưa địa chỉ. Linh Miu như là Linh Miu nào gửi cho ấy cùng bên đứa kia. Thôi hỏi xem phải không. Linh Miu inbox địa chỉ số điện thoại của chị nhá. Cán mốc 100 người xem em tặng áo free nhá. Hoài Anh tặng. Em ơi, em chia sẻ đủ 5 lần rồi sẽ chọn ra 3 người cuối livestream này bán áo giá 10k nhá. Áo khoác đi chị ơi. Ok em ơi, chuẩn bị áo khoác. Chuẩn bị áo khoác nhá, nốt mẫu này chuyển áo khoác nào. Màu đỏ đô. Cực sang luôn mọi người, mặc cực tôn da luôn màu đỏ đô nhá. Cổ bao phân nhá, mặc cực ấm luôn, chất len cực dày luôn này. Cực đanh cực dày luôn, không bay xù. 40kg đến 55kg nào. Chốt cho em mã 56 nào. 02, Châu Hồ ơi, 02 là của Linh Miu rồi nhá. Mã 06, em thề. Áo này cực đẹp luôn mọi người ạ. Chất tuyệt vời luôn, mã 06. Mã 56. Ok, của Ngô Anh Đào mã 56 này. 56 hết nhá, của Ngô Anh Đào nhá. Khoác áo khoác cho Linh Miu chọn này.
chia sẻ vào các hội nhóm cho em mọi người. Cán mốc 100 người xem này, em tặng áo free nào. Cán mốc 100 người xem tặng áo free. Nếu không tụt tiếp tục tặng áo free nhá. Áo khoác nhá. Áo khoác đồng giá 150k mọi người ơi. Chị gửi trước mà. Ngôi anh đào gửi trước chị ơi. Chị ơi em nhìn thấy comment của ai trên chốt cho người đấy nhá chị Minh Mèo ơi. Tại vì có khả năng là bên em mạng nó sẽ lát ấy. Nào cho em áo khoác này đi. Mọi 150k. Mọi người phải nhanh tay lên. 150k áo khoác nhá. Chị Minh Mèo chị cho em mẫu khác nhá chị. 150k nào. Mã 47. Mã 47 nhá mọi người ơi. Kiểu này form rộng nhá. Người đập động người mặc cũng được. Mã 47. 150k mã 47 nhá. 47 của màu tuyết trắng. Ok, chốt cho một tuyết trắng 47 nhá. Một tuyết trắng 47 nhá. Chia sẻ mạnh giúp em mà các chị ơi. Áo này cực xinh, mẫu này cực yêu mọi người ơi. Có chữ I love you ở phía trước, I love gì nhá ta. 40kg đến 55kg nào. 40kg đến 55kg. Mã 34. Màu hồng phấn cực yêu luôn. Mã 34. Chất len cực đẹp không bay xù nha. Mã 34 nha. Đây. Chất len cực đẹp. Mã 34. 40kg đến 55kg nào. Ok của màu tuyết trắng nha. Bé Ngốc ơi của mùa tuyết trắng rồi nha. Hiền Nguyễn ơi váy mình không có bạn ơi. Em có một kiểu áo này rất xinh mọi người ạ. Đây nhá, tay nhá. Màu rất đẹp luôn mà cực tôn da luôn. Có dây lơ đây ạ. Mọi người có thể thắt về đằng trước hoặc về đằng sau ạ. Có thể thắt về đằng trước hoặc đằng sau nhá. Tùy ai thích thắt về đằng nào cũng được mọi người ơi. Cực đẹp luôn, màu cực tây luôn. Chỉ có một chiếc thôi nhá. 40kg đến tầm khoảng 58kg nhá. Mã 05. Bé Ngọc ơi chốt mẫu khác giúp mình nhá. Mã 05 ạ. Màu cực tây luôn, mã 05 nhá. Đây ạ, à, có dây nhá, mọi người có thể cho đứng trước, cho đằng sau nhá. Mã 05. 05 của ngôi anh nào. 05 của ngôi anh nào nhá. Áo cánh rơi mọi người ơi. Của ngôi anh nào rồi nhá, VV Trần Hòa Zumi nhá, hết rồi nhá. Tiếp tục một em đỏ mọi người ơi. Dáng cánh rơi nhá. 40kg đến 55kg. 40kg đến 55kg. Màu đỏ đô ạ. Chất len cực đẹp luôn. Mã 32. Mã 32 nhá. 40kg đến 55kg. Mã 32 màu đỏ đô. Chất len cực đẹp luôn nhá. Mọi người ơi không bay xù luôn nhá. Mã 32 ạ. 32 của Viva Trần Hòa nhá. 32 của Viva Trần Hòa nhá. Viva Trần Hòa cho địa chỉ số điện thoại luôn mình nào. Giá bao nhiêu cái bạn? 120k bạn ơi. Viva Trần Hòa chia sẻ cho mình đủ 5 lần nào để có cơ hội săn áo 10k nào. Ngọc Thúy ơi áo 120k. Hỏi Viva Trần Hòa có lấy không? Không thì để cho Kim Hoa lên này. Giá Thị Trục Trang hả? Ơi, giá 120 nhá, đồng giá 120. Viva Trần Hòa nếu mà chốt thì cho địa chỉ số điện thoại luôn nào. Không thì để cho Kim Pha Lê. Không chốt thì là chuyển sang cho Kim Pha Lê nhá, có một chiếc duy nhất thôi nhá. Chốt thì cho địa chỉ số điện thoại luôn nhá. Ok, của Viva Trần Hòa chốt nha Trần Hòa. Màu này cực yêu luôn mọi người ơi. Màu cực yêu nhá.
cổ rất đẹp, tay rất đẹp ạ. Mẫu này 40kg đến 53kg. 40kg đến 53kg. 46 nha. 46 nha mọi người ơi, 46 ạ, 40kg đến 53kg. Mã 46 nha. Cổ rất xinh luôn. Rất tiểu thư ạ, rất điệu mọi người ạ. Mã 46 nha. Cán mốc 100 người xem em bán áo giá 0 đồng mọi người ơi. Em tặng áo free nha, cán mốc 100 người xem. Ok, 46 của Minh Bình nha. Bốn sáu của Minh Bình rồi nhá. Chị Minh Bình không lấy nữa, em chuyển sang cho chị Kim Tha Lê nào. Chị Kim Tha Lê 46 chốt cho chị Kim Tha Lê nhá, cho em để chỉ số điện thoại đi chị Kim Tha Lê ơi. Em chốt cho chị Kim Tha Lê là 46 nào. Em chốt cho chị Kim Tha Lê 46 nhá, cho em bị chỉ số điện thoại luôn nào. Thúy Mon áo 120k em ơi, chia sẻ đủ 5 lần có cơ hội săn áo giá 10k nha. Áo khoác đi chị, ok em. Cảm kem, ok áo khoác, chủ áo khoác. Em đỏ này rất xinh mọi người ơi, họa tiết cực đẹp luôn nhá. Rất trẻ trung ạ. Họa tiết cực đẹp luôn, rất trẻ trung ạ. Ai thích lên họa tiết thì lấy em này nha. Màu đỏ cực tôn da luôn này. 40kg đến 55kg, mã 76 nhá. 40kg đến 55kg, mã 76 ạ. Mã 76 nha. Hồ Chí Minh khoảng 2 ngày, Ngô Anh Đào ơi. Ship rơi vào khoảng 2535k nha. Ok, bé ngốc, mã 76 chốt cho bé ngốc này. Chia sẻ mạnh cho em các chị ơi. Cán mốc 100 người xem, em bán áo, em tặng áo free nha. Của bé ngốc 76 rồi nhá, mẹ bóng ơi. Người xem tụt rồi mọi người ơi, chia sẻ mạnh cho em nào. Chia sẻ vào các hội nhóm giúp em với. Áo màu trắng này mọi người ơi, cực đẹp luôn, chất len cực đẹp luôn mọi người ơi. Em thề chất đẹp dã man ý. Chất không hề bay xù luôn. 40kg đến 55kg. Len cực đẹp luôn, mã 04. Mã 04, 40kg đến 55kg. Đây nha, có sẻ hai bên mọi người ơi. Cực yêu luôn. Mã 04. Nào, chốt mã nào 04 nha. Mã 04 của Ngô Anh Đào nha, phải có mã nha. Của Ngô Anh Đào mã 04 rồi. Minh Mèo ơi, 04 hết. Zoomy 04 hết. Phải có mã em mới chốt nha. Phải có mã em mới chốt nha mọi người ơi, chỉ có một chiếc nào. Chia sẻ mạnh cho em nào. Áo khoác nha. Áo khoác 150k. Áo khoác này cực yêu luôn. Áo khoác này 150k cực xinh ạ. Chất cực dày luôn. Đây, cận kề chất cho mọi người xem. Chất nhà em ạ. Không chê vào đâu được, chất nha em mọi người ơi. Đây nha, chất len cực đẹp luôn nha. Đó, chỉ 150k thôi. Mẫu này thì bao nhiêu kg mặc cũng vừa. Chấp hết nha. Mã 15 nào. Thúy Mon ơi, em hỏi cái gì em? Minh Mèo ơi, mình nhìn thấy của Ngô Anh Đào chưa nha? Lại thật em không nghe, 120k em ạ. À, em ơi, áo này 125k. Em xem lại bình luận. 15 của Ngô Anh Đào nhá. 15 của Ngô Anh Đào nhá. Mọi người thông cảm mà em nhìn thấy comment của ai chơi em sẽ cho người đấy nhá. Có bán hàng nữa không, xem lại đi. Chị Minh Mèo ơi, em nhìn thấy comment của ai chơi em sẽ cho người đấy ạ. Của anh Đào trước mà, em nhìn thấy của anh Đào trước này. Ừ, của chị cũng anh Đào trước mà.
Chị Minh Mèo ơi, chị lựa mẫu khác giúp em nha. Và chị phải nhanh tay lên, em nhìn thấy quần áo chưa? Lựa mẫu khác giúp em nào. Mẫu này cũng rất xinh nha. Màu hồng này cũng rất xinh, rất nhẹ nhàng mọi người ơi. Đây ạ. Quần áo chốt hơn nhiều đấy. Tà phía sau ạ, dài hơn tà phía trước nha. Tà phía sau dài hơn tà phía trước nha. Ok, em mua anh nào nha. Mã 23 nào. 40kg đến 60kg mã 23. Màu cực yêu luôn, mẫu này rất yêu mọi người ơi. Mã 23 nha. Nào, chốt cho em mã 23 nào. Thủy Mon ơi, 1.2 em ơi. Mã 23. Ok, của Nguyễn Đào mã 23 nha. Của Nguyễn Đào mã 23 nha. Minh Minh ơi, áo 120k nha bạn ơi, đồng giá 120k. Zumi 23 hết nha. Chia sẻ mạnh với cho em mọi người ơi. Cán mốc 100 người xem em tặng áo free cho một bạn nha. Màu đỏ này cũng cực xinh luôn mọi người ơi. Họa tiết nha, là cô gái cùng với bông hoa hồng nha. Rất đẹp luôn, chất len nha. Chất len bên em rất đẹp luôn các chị ơi. Chất lên bên em rất đẹp luôn. 120k mã 09 nào. Mọi người chia sẻ giúp em với nào. Mã 09 40kg đến 55kg mã 09 nha. Cực đẹp luôn. Mọi người chia sẻ đi, chia sẻ đi nào. Chia sẻ mạnh cho em nào. Cán mốc 100 người xem em tặng áo free. Chia sẻ các hội nhóm cho em nha. Mã 06 à, 09. Màu này cực đẹp mọi người ơi, rất dễ mỏng nhá. Họa tiết cực đẹp luôn, mã 09. Màu hồng nhá. Ok, của Mi Mai 09 nhá, inbox địa chỉ số điện thoại nào, Mi Mai. Mọi người ai chốt mã nào thì nhớ phải inbox địa chỉ số điện thoại cho em nhá. Mẫu này cực xinh luôn này các chị ơi. Mẫu này yêu cực kỳ luôn nhá. Đây là màu đỏ mận nhá chị ơi. Màu đỏ mận nhá. Cực yêu luôn. Đây nhá, chất len cực đẹp nhá. Màu đỏ mận nhá. Ok, Mi Mai nhá. Màu đỏ mận 40kg đến 58kg. Màu đỏ mận nha. Mã 58 120k nào các chị ơi. Mã 58. Cực xinh luôn nha. Đây ạ. Rất đẹp luôn. Mã 58 mặc cực sang, cực sáng da nha. 40kg đến 55kg. Mã 58 của Minh Kha nha. Mã 58 của Minh Tha nha. Ô, của bé ngốc trước hay là của Minh Tha đấy? À, của Minh Tha. Của Minh Tha trước nha, 58 của Minh Tha rồi nha. 58 hết nha. Mèo Minh Đưa ơi, mình ở Hà Nội nha. Minh Tha mình chỉ điện thoại chưa? À, Minh Kha cho mình địa chỉ số điện thoại bên dưới luôn nào. Chốt hàng, những đơn hàng chốt mà không inbox địa chỉ số điện thoại thì sẽ hủy đơn nha. Lưu ý giúp em một điều như thế nha. 58 hết rồi nha. Mọi người ơi, khoét vai nhá. Kiểu khoét vai rất xinh mọi người ơi. 40kg đến 55kg, 58kg. 40kg đến 58kg nha. Khoét vai nha chị ơi, khoét vai nha. Mã 59. Em yêu cho chị rồi, ok Mika nha. Mã 59 ạ. 40kg đến 58kg mã 59. Khoét vai nha chị ơi. Mã 59 nha.
Ok, của cảm cảm kem 59 nhá. Của cảm kem 59 nhá. Mọi người cho em địa chỉ và số điện thoại luôn phía dưới nào. Đang cảm kem cho mình địa chỉ số điện thoại luôn nhá. Cán mốc 100 người xem em tặng áo free nhá. Cho mình địa chỉ số điện thoại luôn bên dưới nào. Ai chốt hàng cho địa chỉ số điện thoại luôn bên dưới nhá. Màu này cực xinh luôn mọi người ơi. Kiểu này cực xinh luôn nhá. Tay form hơi rộng nhá. Đây ạ. Màu cực tây luôn. Mặc cực sang luôn nhá. Dáng form hơi rộng nhá. 40kg đến 58kg nào. Mã 42. 40kg đến 58kg. Mã 42 nhá. Màu cực yêu luôn. Mã 42. Cảm kem vì chỉ số điện thoại luôn nhá. Phương Phương nhá. Phương Phương cho mình địa chỉ số điện thoại luôn nào. Mọi người cho em địa chỉ và số điện thoại luôn phía dưới nào. Cho em địa chỉ số điện thoại luôn phía dưới nhá. Những đơn nào không có địa chỉ số điện thoại em hủy đơn nhá. 42 của Phương Phương nhá. Phương Phương cho địa chỉ số điện thoại bên dưới nha. Nào chốt cho luôn địa chỉ số điện thoại bên dưới giúp mình nào. Mọi người áo len khoác dáng ngắn nhá. 120k. Áo len khoác dáng ngắn 120k. Mã 28 ạ. Cực đẹp luôn, chất len cực đẹp luôn mọi người nhá. Mã 28 nhá. Áo len khoác dáng ngắn ạ. Mặc rất đẹp luôn. 120k. Mã 28 nhá. Mã 28. Lưu ý giúp em là những đơn hàng ai chốt mà không cho địa chỉ số điện thoại em hủy đơn nhá. 28 của bé Ngốc nha. Ok, 28 của bé Ngốc nha. Bé Ngốc có địa chỉ số điện thoại chưa? Rồi. Mẹ Bóng. Ok, em cảm ơn mẹ Bóng nha. Tiếp một em màu hồng nữa mọi người ơi. Cực xinh luôn nha, cổ này. Cổ này. Ngô Dương Cừ để quen nhìn cái chị này mới mua của mình này. Không biết. Ừ, tổ 1 thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội đúng rồi nè. 42 chốt em đi kìa. Ok, chuyển cho mua anh nào. Phương Phương nhá, không in bụi chỉ số điện thoại thôi, hủy. Hủy Phương Phương nhá, 42 chốt cho mua anh nào. Hủy Phương Phương đi, không tin bụi Phương, à, không báo thôi. 28. À. Mã 39 mọi người ơi. Mã 39 nhá. Cổ họa tiết cực xinh luôn nhá. Chất len cực đẹp luôn ạ. Mã 39 ạ. Bé Ngốc, em thấy địa chỉ của chị rồi, chị bé Ngốc ơi. Mã 39 nhá, 40kg đến 55kg nào. Mã 39 nhá. 40kg đến 55kg. Màu hồng cực xinh luôn. Em có kiểu len này họa tiết rất lạ nha. Tên Lick Bây Phúc. Bạn ơi, áo đồng giá 120 nha. Áo đồng giá 120 nha. Mọi người chia sẻ nhiệt tình giúp em nào. Mãi mà không đủ 100 người để tặng quà. Mọi người chia sẻ mạnh vào hội nhóm cho em đi. Đủ 100 người là em bắt đầu tặng áo free nha. Có một kiểu áo này. Cổ rất chi là lạ nha mọi người nhá. Màu be nhá. Đây là màu be nhá. Cổ rất chi là lạ nhá. Cổ rất yêu luôn này. Đó, cổ rất yêu luôn nhá. Nào chốt cho em nào, ai chốt cho em nào. 40 đến 55 kg. Mã 45.
Cổ rất yêu luôn nha. Đây ạ, mã 45 màu be nha. 40kg đến 55kg. Mã 45 nha. Em nghe chị nói mã ơi. Mã 45. Cán mốc 100 người xem em tặng áo free. Mã 45 nha. Mọi người ơi, phải chốt, phải chốt mã dưới giúp em nha. Áo khoác mọi người ơi. Áo khoác này cực yêu luôn mọi người ơi, rất chi là đẹp, rất chi là cute nha. Có mũ phía sau này. 150k áo khoác này nha, 150k này. Màu cực đẹp luôn. Có hai túi nha, 40kg đến 60kg nha. Mã 45 để cho Dung Trần. Ok, Dung Trần của 45 của Dung Trần nha. Mã này là mã 16 chị ơi, mã 16 nha. Áo khoác len mã 16 nha. Cực đẹp luôn, cực sang luôn, 150k. Mã 16 nha. Mã 16 nha, 150k. Cực yêu luôn mẫu này nha. Ok, 16 của mùa tuyết trắng nha. Nhi Nhây ơi, áo đồng giá 120k, áo len và khoác là 150 nha. 16 của mùa tuyết trắng nha. Của mùa tuyết trắng 16 rồi mọi người ơi, 16 hết nha. Mỗi mẫu chỉ có một chiếc thôi ạ. 16 đâu, chị ơi, ở đâu đấy? Chị ơi, thôi bị hay đấy. Quên Một em áo len nữa xin mọi người này, 120.000 này. Chất len cực đẹp luôn nha. Chất len cực đẹp luôn, bên em chất len rất đanh nha. 40kg đến 55kg. Mã 35 ạ. Mã 35 các chị ơi. Màu này cũng rất chi là đẹp nhá. Rất chi là tôn da. Mã 35 nha. 35, mã 35, 40kg đến 55kg. Nào chốt mã bên dưới nhá, không để màu tím hay gì cả nhá. Chốt mã bên dưới giúp em nhá. Mã 35 ạ. Mọi người nhớ phải comment mã bên dưới mình nhá. Tiếp một em áo khoác nữa này. Chia sẻ mạnh cho em nào, cán mốc 100 người xem em tặng áo free nhá. Ok, 35 của Huệ Trần nhá. Huệ Trần input địa chỉ số điện thoại nào. Áo khoác Daily Mew ơi. Trời ơi, áo khoác này, mẫu này cực yêu luôn này. Thề luôn, mẫu này chất nha, chất 150.000 chất này. Rất đẹp luôn, mọi người xem chất cận kề nhá. Hàng bên em là hàng tuyển từng cái một, mọi người yên tâm nhá. 150.000 áo này ạ. Nào, xem là thuộc với áo này nhá. Comment cho em mã 31 nào. 150k mã 31 nha các chị ơi. Cực đẹp luôn. Mã 31 nha, 150k. Chất len cực đẹp luôn. 150k. Chị Nguyên Trần ơi, 150k nha. Mã 31 nha. 31 của cái gì đấy? Của Lý Huỳnh. 31 của Lê Huỳnh có địa chỉ điện thoại chưa? Chưa. Lê Huỳnh cho mình địa chỉ số điện thoại luôn bên dưới nào. Chốt cho Lê Huỳnh 31 nha. Cho mình địa chỉ số điện thoại bên dưới nào. Hết 31 mọi người ơi, của Lê Huỳnh nha. Cho địa chỉ số điện thoại bên dưới nha. Lê Huỳnh ơi. Áo khoác là 150 không? Ừ, áo khoác 150 phải ghi vào nhé. Lưu ý giúp em là những ai chốt đơn hàng mà không cho địa chỉ số điện thoại thì em sẽ hủy đơn ạ.
lưu ý giúp em một điều như thế nhé mọi người. Chia sẻ mạnh cho em nào vào các hội nhóm, cán mốc 100 người xem em tặng áo free. Mẫu này cực yêu mọi người ơi, kiểu dáng rất lạ nhá. Tại vì em mặc trên váy ấy, cái này mọi người có thể mặc với con short sẽ hợp hơn mọi người ạ. 40kg đến 55kg. Lên rất chi là chuẩn luôn, lên đẹp luôn. Ok em đi à, Liên Huỳnh nha, inbox chị nha. Mã 20. 40kg đến 55kg, mã 20 nha. Cực đẹp luôn, mọi người mít với á. Quần short sẽ hợp hơn với chân váy nha, tại em mặc chân váy nó không hợp lắm nha, nó sẽ hơi bị phồng ở phía dưới nha. Mã 20. 40kg đến 55kg, mã 20 nha các chị ơi. Chia sẻ mạnh cho em nào, đủ cán mốc 100 người xem em tặng áo free nha. Áo len họa tiết nào. Zumi ghi mã cho chị nha. Áo len họa tiết nha mọi người ơi. Áo len họa tiết này, 40kg đến 55kg này. 40kg đến 55kg. Chất len cực đẹp luôn mọi người ơi. Ok của Zumi 20 nhá. Mã 54 nào. Mã 54 nhá. Mã 54 40kg đến 55kg. Họa tiết cực đẹp, chất len cực đẹp mọi người ơi. Mã 54. Tiếp tục áo len họa tiết nha. Chia sẻ mạnh vào các hội nhóm cho em nhỉ. Đủ cán mốc 100 người xem em tặng áo free nào. Ai chia sẻ đủ 5 lần thì cuối livestream này sẽ tặng bán áo giá 10k nha. Tiếp tục một em áo len họa tiết cực xinh luôn nha. Màu xanh nha. Nào ai cute thì mua mẫu này nha. Chốt mẫu này cho em nào. 40kg đến 55kg nào. Cực cute luôn, mẫu 52. Mã 52 các chị ơi. Mã 52 nhá, chất len vừa phải, không quá dày nhá. Mã 52 nhá. Len không hề bay xù đâu ạ. Mã 52. 40kg đến 55kg. Một em áo len này cực xinh luôn nhá. Nào xem ai nhanh tay chốt được mã này cho em nào. Mã này cực xinh luôn. Ok, của Minh Bình mã 52 nhá. Ý muốn được chỉ số điện thoại nhá. Ôi. 52 hết rồi nhá mọi người ơi. Ôi em gấu này xinh thế. Thế mọi người em gấu này cực xinh luôn, chất len cực đẹp luôn, giày không hề bay xù nha, giặt máy giặt thoải mái luôn. Len ép nha mọi người ơi. Len ép áo len gấu này 40kg đến tầm 55kg nào. Mã 25. Mã 25 các chị ơi. Chốt cho em mã 25 nào. Xem ai được mã này nha, cực xinh luôn. Mã 25 nha. Ok, 25 của Cục Lê nào, cho mình để chỉ số điện thoại ở bên dưới nào. Cục Lê. Cục Lê. À, 25 của Cục Lê rồi nhá. Cho mình để chỉ số điện thoại ở bên dưới nào, Cục Lê ơi. Em hết 25 rồi nhá. Ô, 62kg không mặc được rồi. Chị Cục Lê 62kg không mặc được nhá. Mùa để cho Ngô Anh Đào này. Ok, thế thì em chuyển để nhìn của ai, ai comment trước nào. Cúc Lê hủy nhá, 62kg chị sẽ không vừa đâu. Ok, 25 nhìn thấy mùa tuyết trắng sau Cúc Lê nào, chốt 25 cho mùa tuyết trắng. 25 của mùa tuyết trắng nhá. Chị Cúc Lê 52kg em hủy nhá, không vừa. Chốt cho mùa tuyết trắng 25 nhá. Khổ thân tôi. Chị lựa mẫu khác đi chị ơi. Chị Cúc Lê lựa mẫu khác cho em nha. Em
Mình nhìn thấy mùa tuyết trắng sau sau chị Cúc Lê nhá. À, thông cảm mọi người, em chỉ có một mượn mỗi chỉ có một chiếc ấy, nên là em sẽ nhìn thấy ai comment chưa em sẽ chơi người đấy nhá. Của mùa tuyết trắng được mã 2 năm rồi nào. Chuyển chị cái áo 62kg bù chị đi. Ok chị Cúc Lê, chị lựa mẫu khác giúp em nhá. Em còn men trước mà. Nhìn thấy mùa tuyết trắng sau chị Cúc Lê mọi người ơi. Nào mọi người chốt mẫu lại cho em nào. 40kg đến tầm khoảng 55kg nha, mẫu này nha. Mẫu này cũng rất xinh mọi người ơi, chất len cũng rất đẹp nhá. Len ép nha, len ép nha. Mã 29 các chị ơi, len ép nha. Len ép không bay xù, mã 29 nào. Mã 29 nha. 40kg đến 55kg, mã 29 nào. Chất len cực đẹp luôn. Chị nào cho em mã 29 không nào? 29 của Linh Miu, Linh Miu có địa chỉ chưa? Linh Miu có rồi này. Ok ok chị Linh Miu nha. Chân váy Hà Thị Thanh Huyền không có em ơi. Chân váy chị không có bán nha. Áo khoác len mọi người ơi, màu đỏ nhá. Áo khoác len này tầm 40kg đến 58kg nào. Áo khoác len 150k. Màu đỏ đô nào. Màu đỏ mọi người ơi, cực đẹp đâu. Mã 70. Áo khoác len 150k, mã 70 nhá. Mã 70 áo khoác len nhá các chị ơi. Cực xinh luôn. Có hai túi phía trước này. 150k, mã 70. Mã 70 120k. Đỏ đô. Ok, của chị Nguyên Trần 70 nào. Chị Nguyên Trần cho em địa chỉ số điện thoại luôn nhá. Có áo thu nhập kiểu không? Mình không có áo thu mà nói Ngân Trinh không? Ngân Tính ơi, chỉ có áo len nhá. 70 của chị Nguyên Trần rồi này. Chị Nguyên Trần cho em địa chỉ số điện thoại luôn nhá. Chị Nguyên Trần cho em địa chỉ số điện thoại nhá. Áo thun không có bạn ơi. Mọi người lưu ý giúp em là mọi người chốt mã xong nhớ cho em địa chỉ số điện thoại em gửi hàng nha. Không cho địa chỉ số điện thoại em hủy, em hủy đơn nha. Lưu ý giúp em một điều như thế nha. Mẫu này cũng rất xinh nha mọi người ơi. Áo 10k là bạn phải chia sẻ cho mình đủ 5 lần nhá. Và cuối livestream này sẽ chọn ra người ngẫu nhiên để tặng nhá. Để chốt áo 10k nhá, Ngân Tính ơi. Chị Nguyên Trần ơi, cho em địa chỉ số điện thoại ở bên dưới nào. Áo này cũng rất xinh mọi người ơi. Chị không cho thì để cho mình. Áo này rất xinh nha mọi người. Đây ạ, kiểu như này đây ạ. Cổ hở như này mọi người nhá, trễ vai cũng được nha mọi người, có thể mặc mít kiểu gì cũng được nhá. Em mặc áo trong nhưng nhìn nó không rõ nhá. 40kg đến 55kg mẫu này nào. Màu lông chuột cực xinh luôn. 40kg đến 55kg, mã 63 nha. Dung Trần em mua đi, em lựa nhiều vào, chốt nhiều vào nha. Mã 63. Mẫu này cực xinh luôn mọi người có thể mặc theo rất nhiều kiểu nhá. Mã 63. 40kg đến 55kg. Mã 63. Cảm ơn Mi Mai nha. Mi Mai chốt được cái nào chưa? Cán mốc 100 người xem em tặng áo free các chị ơi, chia sẻ mạnh cho em nào. Chia sẻ mạnh cho em nào, cán mốc 100 người xem em tặng áo free. Mẫu này cũng rất xinh nhá mọi người ơi. Màu rất nhẹ nhàng nhá. 40kg đến 55kg ạ. Mã 71.
Mã 71 nha, 40kg đến 55kg mã 71 ạ. Mồm rất nhẹ nhàng chị ơi. Mọi người chia sẻ giúp em nào. Chia sẻ mạnh giúp em nào, cán mốc 100 người xem em tặng áo free nha. Chia sẻ với các hội nhóm đi ạ. Kiểu này cũng cực xinh luôn nha. Có khoét vai mọi người ơi, kiểu này cũng khoét vai nha. Tao chẳng mặc gì cả. Mẫu này có đính đá khoét vai nha mọi người ơi. Nào ai chốt cho em được mẫu này nào. Mẫu này rất xinh luôn nha. Có đính đá và khoét vai mọi người ơi. Mẫu này cực yêu luôn. Mặc cực sang luôn, cực sáng luôn này. Em ghi rồi chị ơi. Ok chị Nguyên Trần nha. 40kg đến 58kg nào. Đính đá khoét vai mọi người ơi. Cực sang, cực yêu luôn nha. Mặc mẫu này là hết ý rồi nào. Chốt cho em mã 33. Mã 33 các chị ơi. 40kg đến 58kg mã 33 nha. Khoét vai và đính đá cực yêu luôn. Trinh Nguyễn ơi, 120 em ơi, 33 của Minh Kha nhá. Chốt cho Minh Kha 33 nào. Minh Kha đi chỉ sẵn chưa? Minh Kha chưa cho địa chỉ số điện thoại đâu. 33 chốt cho Minh Kha, nhưng mà Minh Kha cho địa chỉ số điện thoại nó bên dưới giúp em ạ. À. Em chưa có địa chỉ số điện thoại của chị Minh Kha nhá. Chị Minh Kha cho em địa chỉ số điện thoại lên bên dưới nào. Lưu ý giúp em nào, không có địa chỉ số điện thoại em không thể gửi hàng được cho các chị, nên em sẽ hủy đơn hàng nha. Chị Minh Kha cho em địa chỉ số điện thoại bên dưới nha. Mẫu này cũng rất xinh mọi người ơi, cổ tim nhá. Em có đơn nhưng mà không có địa chỉ số điện thoại, chỉ có đơn 5, một đơn thôi. Em có đơn rồi mà. Em chốt đơn hôm nay chưa có địa chỉ số điện thoại Minh Kha ơi. Đơn qua. Không có mà. Chị chưa có địa chỉ số điện thoại của em không Minh Kha nhá. Cho chị lại địa chỉ số điện thoại nào. Cho em chị lại địa chỉ số điện thoại. Mai Nguyễn ơi, đồng giá 120k em ơi, áo len 120k. 40kg đến 53kg nào. 40kg đến 53kg mẫu này nha. 61, mã 61 ạ. Mã 61 nha. Suy tuyển lại 1 nha bạn ơi. Ok Minh Kha nha, cảm ơn em nha. Em Giang Hiền ơi, hàng si đâu mà mình tuyển từng cái một nha. Hàng tuyển từng cái một cho nên là chất rất đẹp luôn. Sáu mốt của Lê Dương. Lê Dương cho mình chỉ số điện thoại bên dưới nào. Hạnh Tuân ơi, áo đồng giá 120, áo len nha. Lệ Dương ơi, cho chị để chỉ số điện thoại bên dưới nha em ơi. Ừ, Mima ơi, đúng rồi, hàng bên chị rất ok luôn em ơi. Ai mua hàng bên chị này biết chất em, chất bên chị rất ok luôn. Có màu gì, xúc ơi. Mỗi mẫu chỉ có một chiếc thôi. Hạnh Tuân ơi. Nào, ai chốt cho em mã này nào. Mã này cũng rất xinh nhá mọi người ơi. Màu lông chuột rất xinh luôn. 40kg đến 55kg. Mẫu này rất xinh luôn. Mã 53 nào các chị ơi. Mã 53. 40kg đến 55kg. Mã 53 nhá. Chị Hà Nội em ơi. Mã 53. Chất len cực đẹp luôn. Cái này cuốn thảo rồi. Cuốn thảo à? Ừ. Không biết gì. Để dẫn thảo. Không phải riêng ra, cũng phải lấy rồi không quên. Mẫu này có người lấy rồi. Mọi người ơi, sorry mọi người nhá, mẫu này có người lấy rồi nhá. Em xin lỗi mọi người nhá. Mai em xuống ngay chốt.
Ship Phú Thọ tầm khoảng 25 đến 30k em ơi. Ok, cảm ơn Lệ Dương, có địa chỉ số điện thoại đi cả. Hết 53 nhá. Chị mà 33 mã 33 vừa không? 33 có người chốt rồi. Ok, cục Lê nhá. Mọi người ơi, có ai thích kiểu dáng như này không ạ? Cực xinh mọi người nhá. Kiểu như này cực yêu luôn này. Có ai thích kiểu này không ạ? Ai thích thì chốt cho em một này nhá. Rất chi là diêm rúa nhá, và duyên dáng nhá mọi người ơi. 40kg đến 55kg nào. 40kg đến 55kg mã này, mã 12 nhá. Mã 10. Ôi giời ơi. Mã 12 nhá. Minh Ba, Minh Kha mã 33. 33 có người chốt rồi nhá. Của Minh Kha. Chị hỏi lại thôi. Đúng rồi, của chị đấy. Ok, của chị Minh Kha 33 nhá. Sợ chị bao nhiêu kg? Hỏi chị Minh Kha. Chị Minh Kha bao nhiêu kg? Chân váy không có nhá. Trên váy không có trang hay lao ơi, chị bán áo thôi nha em ơi. Chị Minh Kha bao nhiêu kg nhỉ? Mã 12 mọi người ơi, 40kg đến 55kg. Bây giờ chị mặc mấy mẫu ngắn rồi, rồi chị mặc mấy mẫu. Ừ, kiểu dạ, kiểu rất đẹp luôn mọi người ơi. Toàn mặc mấy áo vừa với mình. Mã 12 nhá. 40kg đến 55kg. La Lạnh Lùng ơi, áo lên đồng giá 120 nhá. Có thấy địa chỉ của Lệ Dương rồi nha. Cảm ơn Lệ Dương nhá, mình có thấy địa chỉ rồi. 65kg, 33. Chị ơi, chị lưu ý giúp em nhá. Em sẽ đọc luôn là, có nghĩa là mã em sẽ đọc luôn là khoảng bao nhiêu kg mặc được nhá. Thì mọi người để ý giúp em nhá. Võ Ngọc Ngà ơi, Võ Ngọc Ngà ơi, chân váy mình không có bán bạn ạ, mình chỉ bán áo nhá. Chị Minh Kha, chị inbox cho em nhá. Chị hỏi mã đấy có mặc vừa không thì lát em sẽ check lại nhá. Tại vì bây giờ là hàng rất nhiều, chồng em không thể tìm được mã của chị ạ. Em tiếp tục bán nhá mọi người ơi. Dáng hơi form hơi rộng nhá mọi người. Cổ đang chéo như này nhá. Bốn mươi kg đến mã này, 40kg đến 60kg mặc ok mọi người ơi. Mã 26 nhá. 40kg đến 60kg mặc ok, mã 26 nào. Chị đã cho em mã 26 nào. Mã 26 40kg đến 60kg nhá, chất lên cực đẹp luôn chị ơi. Chia sẻ mạnh vào các hội nhóm cho em nào. Cán mốc 100 người xem là em tặng áo free cho các chị nhá. Chị chia sẻ mạnh cho em, cán mốc 100 người xem em tặng áo free nhá. Áo khoác len. Áo khoác len này cực xinh luôn mọi người ơi, họa tiết này. Đây, họa tiết nhá, phía sau nhá. Áo khoác len 150k. Áo khoác len 150k nhá. Cho xem mã này nào. Mã 53. Mã 53 các chị ơi. Áo khoác 150k nhá, mã 53 nào. Họa tiết rất đẹp luôn, cực xinh luôn, mã 53. Chia sẻ mạnh cho em chị ơi, cán mốc 100 người xem em tặng áo free. Tiếp với em áo khoác nữa nhá, áo khoác đồng giá 150k các chị nhá. Em này rất xinh này. Em này cực xinh luôn nhá. 150k chất len này, em cho chị xem cận kế chất nhá. Bên em chất len ép các chị ơi, chất len ép không hề bay xù gì luôn nhá. Các chị giặt máy giặt thoải mái cho em. Nào chốt mã này cho em, mã 43. Mã 43 nhá. Mã 43 các chị ơi. 40kg đến
60kg mặc ok. 40kg đến 60kg mã 43 nào. Hương Hương ơi, shop chị ở Hà Nội em ơi. Chưa 150k nha Thu Hồng Nguyễn. Thu Hồng Nguyễn ơi, áo khoác là 150k, áo len là 120k nha. Ai chốt em áo len này nào? Ok, 43 chốt cho Mi Mai nha. Của Mi Mai được 43 rồi nha. Áo len này tầm khoảng 40kg đến 50kg thôi mọi người ơi. 40kg đến 50kg thôi nha. Chất len, cho mọi người xem chất len này. Em thề chất len em cực dày luôn nha, cực đẹp luôn. 40kg đến 50kg áo này ạ. Kiểu dáng rất đẹp luôn, rất lạ luôn. Mã 13 nào. Mã 13, 40kg đến 50kg thôi. Mã 13 nha. Kiểu rất lạ, rất đẹp luôn. Mã 13 các chị ơi, chất len bên em cực đẹp luôn. Spam, chắc em comment nhiều quá Trung Trần ạ. Em bị spam thì em comment nhiều quá đấy. Áo len đấy có màu đỏ không? Không nha bạn ơi. Mỗi mẫu chỉ có một chiếc thôi ạ. Không có màu đỏ nha. Mình ở Đống Đa nha bạn. Mình ở Thái Thịnh nha bạn ơi. Ở Đống Đa. Thêm một em áo khoác nữa mọi người ơi. Có ai thích kiểu khoác này không ạ? Khoác kiểu style Hàn Quốc. Rất đẹp luôn, dáng dài style Hàn Quốc rất xinh luôn ạ. Mẫu này thì bao nhiêu kg mặc cũng ok này. Hết mốc rồi. Mã 67 nha. 150k mã 67 nào. 150k mã 67 các chị ơi. Mã 67 nha. Áo khoác len 150k mã 67 nào. Kiểu này rất đẹp luôn nhá. Chất len cho em cho xem mọi người xem chất này. 67 của Ngô Anh Đào nhá. Chất len bên em mọi người ơi. Chất len nhá, cực đẹp luôn. 67 của Ngô Anh Đào. 13 này em chút cho. 13 đây này. Ok, 67 của Ngô Anh Đào. Mùa tuyết trắng. Chốt 13 cho mùa tuyết trắng này. Bỏ đây nhá. Cho địa chỉ mai mình qua có nhiều mẫu ok. Inbox địa mình inbox nha. Inbox cho mình nha. Xuân Anh inbox nha. Mọi người ơi, máy em sắp hết pin rồi rồi. Hôm nay em like cũng trong tình trạng máy sắp pin rồi. Em sẽ like một số mẫu nữa nhá. Rồi là em sẽ nghỉ nhá mọi người. Hẹn mọi người ngày mai nhá. Tại vì là máy em sắp nguồn rồi. Còn rất nhiều mẫu đẹp luôn. Có ai thích mẫu nào này không mọi người ơi? Mọi người nhanh tay chốt nhanh được mẫu đẹp nào. Chốt nhanh để được mẫu đẹp nhá. Em chỉ like một số mẫu thôi mà em sắp hết pin. Có ai thích kiểu này không ạ? 40kg đến 58kg nào. Mã 18 nha. 40kg đến 58kg mã 18 chị ơi. Mã 18 nha. Mai Thị Hoa, em xem mấy bộ áo len dài đi chị. Giờ em Hoa ơi, chị like lâu rồi, máy chị sắp hết pin rồi em ơi. Mai vào đi. Mai nhá. Mai vào xem chọn nhá. Đây này. Mặc cái này cho xem. Cái này rộng này chắc nó mặc vừa này. Bao nhiêu chị ơi? 120 nha bạn ơi. Áo len đồng giá 120. Áo khoác đồng giá 150. Đây này áo Mai Thị Hoa ơi. Cái này chắc em mặc vừa này. Cái này chắc em mặc vừa này nhá. Rất đẹp luôn nhá. Dáng khoác dài nhá. Rất đẹp luôn. 150k. Màu cũng rất đẹp và chất len cũng ok nào. Chốt mã cho em nào. Mã 74. Mã 74 nhá. Bạn nào chốt nào.
40kg đến 60kg mã 74 150k. Em 52, 52 vừa. Vừa nhá, mã 74. Chốt mã phía dưới giúp chị nào. Mã 74 nào, 40kg đến 60kg mã 74. Váy bao nhiêu chị? Chốt mã giúp chị phía dưới, em ghi mã 74 giúp chị nào. Váy bao nhiêu chị? Chân váy không bán em ơi, chân váy chị không có bán nha. Mai Thị Hoa, em lấy em chốt 74 bên dưới chị nha. Rồi, ok, Mai Thị Hoa. Ok, chốt 74 Mai Thị Hoa nha. Áo len mọi người ơi. Áo len dáng lỡ nha mọi người. Dáng lỡ, tay lỡ nha, thân cũng lỡ nha. Màu rất đẹp luôn nha. Màu cực đẹp luôn. 40kg đến 53kg. 40kg đến 53kg, mã 65 ạ. Mẫu này mọi người biết trên váy nhá. Mã 65. Mã 65 nhá. 40kg đến 53kg, mã 65. Áo len này kiểu họa tiết cũng rất xinh mọi người ơi. Ok, chốt cho Mi Mai mã 65 nha. Ok, của Mi Mai 65 nha. Mọi người nhớ kết bạn với em nha. Kết bạn với em để theo dõi livestream em bán hàng hàng ngày nha mọi người. Nhớ kết bạn với em nha. Mọi người ơi, họa tiết này xinh chưa này. Họa tiết này cực yêu luôn, màu đen mọi người nha. 40kg đến 55kg nào. Mẫu này cực yêu luôn nào. Mã số 10. Mẫu này cực yêu luôn. Họa tiết cực xinh luôn mọi người. Chất len cũng rất đẹp nha. Mã số 10 nha. Mã số 10. Khá đấy cả tiếng. 40kg đến 55kg. Mã số 10 nha. Dáng này cũng rất xinh mọi người ơi. Ok, chốt cho Minh Bình mã số 10 nha. Mọi người ơi, kiểu dáng này rất xinh mọi người ơi. Kiểu rất đẹp nha mọi người. Ôi, nhìn mình mặc ngược ra nhỉ. Cứ phải mặc ngược không? Mẫu này rất xinh mọi người ơi. Chất len rất đẹp nha, không bay xù gì nha. 40kg đến 60kg. Cánh rơi mặc ok này. 40kg đến 60kg, mã 63 các chị ơi. Mã 63 nha, cực xinh luôn, mã 63. 40kg đến 60kg, mã 63 nha. Chất len bên em đây ạ, chất len ép mọi người ơi. Không hề bay xùi nha, mã 63. 40kg đến 55kg, đến 60kg, mã 63. Chốt cho em mã 63 nào. Bạn ơi, giá 120k nha. Áo len đồng giá 120k. Áo khoác đồng giá 150k nha. Thu Nguyễn ơi. Đây ạ, chị nào mà thích dáng form rộng rộng đi ạ. Đây nhá, áo này nhá. Form rộng mọi người nhá. Form rộng nhá. Màu cực tây luôn mọi người ạ. Em chẳng biết đây màu gì, nhưng đây màu đồng sao ấy. Mặc cực trắng da luôn nhá. Form rộng mọi người ơi. Mẫu này thì 40kg đến 60kg nha, mặc cực tây luôn, sáng da. 65 mặc được. Mã 30 nào. Mã 30 nào. Màu màu gì quên chưa. Màu này là màu nâu đồng. Màu nâu đồng các chị ơi, 40kg đến 60-65kg mặc ok. Các chị nào thích mặc form rộng nào, chốt cho em mã 30 nào.
cực xinh luôn, màu cực tây luôn, mã 30 nhá. Nhớ kết bạn với em mọi người nhá. Nhớ kết bạn với em nhá. Để theo dõi em nhá. Em sẽ livestream hàng ngày mọi người kết bạn với em nhá. Mặc lên xong là mới có cái dây đấy chứ. Màu đẹp vợ ok, cùng leo màu đẹp, quá đẹp. Màu đấy chỉ là kiểu đấy chỉ là kiểu ai mà thích kiểu mặc form rộng rộng ý, cổ trễ trễ thì mặc ok nhá. Mọi người ơi, kiểu này cũng rất xinh này, nhưng mà cái lơ bộ đâu mày. Đó. À. Đấy thật rồi đấy. Kiểu chẳng biết style này nó ở đâu lưu về Việt Nam ấy. Nhưng mà mọi người không xem nữa. Mã 54. Mã 54 mọi người ơi, áo này mã 54 nhá. Em chẳng biết cái này thắt đâu đó, thân này đâu. Mã 54 mọi người nhá. 120k mã 54 nhá. Kiểu cái này hơi lạ luôn đấy. Kiểu rất độc và lạ luôn nhá, mã 54. Em mặc đi chơi hơi bị xinh. Cực xinh luôn chị ơi, mã 54 nhá. Kiểu rất độc và lạ nhá, mã 54. 40kg đến 55kg nào, mã 54 nào. Chốt cho em mã 54 nhá chị ơi. Mã 54. Chị Hoa 10 giờ toàn chốt mà không lấy. Chị Hoa 10 giờ hôm đó mấy cái đơn của chị, em không thấy chị lúc này em bán hết rồi, em hủy hết rồi nhá. Hôm nay cho 10 giờ. Chị cho chị phải. Chị Hoa 10 giờ chị phải lấy đi nhá. Ok, của chị Hoa 10 giờ mã 54 nhá. Chị xuống phải. Nốt 1-2 form nữa là em nghỉ mọi người ơi. Nốt 1 cũng là 2 mẫu em nghỉ nhá. Em hẹn mọi người ngày mai nhá. Cụ thể giờ nào em sẽ báo trên Facebook ý. Thì mọi người bữa kia. Mọi người nhớ kết bạn với em nhá. Kết bạn và theo dõi em nhá. Cứ để cho chị bảo. Tại chị không Facebook gì nên bọn em không biết. Chị hóng thêm, chị phải bảo em chứ. Em không thấy chị nói gì nên em hàng của chị em bán hết rồi. Máy sẽ sầm buồn rồi. Mọi người ơi, mẫu này cũng xinh này mọi người này. Cái này đẹp nhở? Cực đẹp luôn mọi người ơi. Dáng dài trùm mông nhá. Chất đẹp dã man luôn đấy. Chất đẹp cực kỳ đẹp luôn này. 08. Chị chẳng nhắn tin còn gì. Chất đẹp cực đẹp mọi người ơi. Mã 08 trùm mông 120k nào. Đây có thể cho một cuộc tình. Hai lớp, áo hai lớp nhá. Mã 08 chị ơi. Không mua là phí luôn này. Áo hai lớp mã 08 nào. Chị có bán kiểu áo len đen chị đang mặc không? Không em ơi. Áo len đen chị có một kiểu màu vàng nhá. Đợi một chút. Mã 08 của chị ơi. 08 của chị Vân Nguyễn nào. Chị Vân Nguyễn cho em địa chỉ số điện thoại luôn bên dưới nào chị Vân Nguyễn ơi. Chị Vân Nguyễn cho em địa chỉ số điện thoại bên dưới nhá. Mi Mai 08 hết nhá. Ok chị Vân Nguyễn nhá. Áo màu áo kiểu tựa giống màu đen mình mặc nhá. Thì có màu vàng đây mọi người ơi. Có một chiếc màu vàng đây nhá. Ôi, mặc hai cái vào thì nó hơi cứ. Có một chiếc màu vàng nhá. Giá 100k nhá. Áo này 100k nhá mọi người ơi, áo vàng 100k. Áo vàng 100k nhá. Ai chốt cho em áo vàng mã 14 nào. Áo vàng 100k mã 14 nha. Đây ạ, có hàng cúc phía trước đây ạ. À, ở ngăn hông đây ạ. 40kg đến 53kg áo vàng nha. Mã 14. Mọi người nhớ cái bạn với em nha. Em với màu đen chỉ có những kiểu dáng cao cổ thôi nha. Tạ Thu An ơi. Mọi người ơi, ai mà chốt hàng ấy mà chưa cho em địa chỉ số điện thoại cụ thể thì nhớ inbox cho em nha. Nhớ inbox cho em nha. 14. Ok, 14 của bé ngốc này. Bé ngốc áo 14 100k nha. Kia 14 đấy, 100k.
Mimai hết 14 rồi nhá, chốt cho bé móc rồi nhá. Màu trắng nè mọi người ơi. Màu trắng tinh khôi nè. Còn 10% pin này. 10% á? Ừ. Màu trắng nha mọi người ơi. Máy nó nhanh chậm lắm. Rất đẹp luôn, cổ rất xinh nè mọi người ơi. Chất lên này, chất lên cực đẹp luôn, lem lem rất đẹp các chị ơi. 40kg đến 55kg nào, chốt cho em mã này nào. 40kg đến 55kg nào. Mã 48 các chị ơi. Màu trắng cực yêu luôn, mã 48 nha các chị. Nào chốt cho em mã 48. Mã 48 nha các chị ơi. 40kg đến 55kg mã 48 nha. Chất len cực đẹp luôn mọi người ạ. Màu trắng rất dễ mặc nha, mã 48 nào. Áo len trắng bao nhiêu? Hoa Vũ ơi, áo len 120k Hoa Vũ ơi. Lấy cái comment 48 giúp mình nào. Mã 48 nha. Mã 48 áo len nha. Có duy nhất một chiếc khoác di lê mọi người ơi. 120k áo khoác di lê này nhở. Xem ai chốt cho em nào áo khoác di lê nhá. Cực yêu luôn. Có mọi người có thể mix như này cũng được, mặc mix chân váy với là mix chân váy với áo áo len nhẹ nhàng bên trong nhá, cũng rất xinh. 120k nào, xem ai chốt cho em mã này nhá. Mấy cái áo dạo dài. Mã 71 ạ. Hỏi Mai Hoa xem Mai Hoa có lấy không, Mai Hoa thử không xem, đang xem. Mã 71 nhá. Đang thấy xem. Các chị ơi mã 71 nào. 120k mã 71. 40kg đến 60kg mặc ok. Áo khoác bên ngoài di lê nào, mã 71 nhá. Nào em chuẩn bị kết thúc livestream rồi các chị ạ, chốt lại giúp em nhá. Mà em sắp sập nguồn rồi. Mã 71 nhá. 120k mã 71. Áo len dáng dài nhá. 150k. Len dáng dài 150k nào. Ai thích style này không ạ? 150k len dáng dài nhá. Dài lắm ý, dài ơi. Mã là mã 40 nhá. Style Hàn Quốc mọi người ơi, mã 40 nhá. 150k mã 40 các chị ơi. Màu đỏ nhé mọi người, màu đỏ đô nhá. Ok, 40 của Minh Bình nha, cho Minh Bình 40 nhá. Áo đỏ đô mọi người ơi, cổ cao nhá, màu đỏ đô cực tôn da luôn mọi người ạ. Mặc rất đẹp luôn, màu đỏ đô cực tôn da nhá. 40kg đến 58kg nào. 40kg đến 58kg, 120k mã 18. 40kg đến 58kg, mã 18 nha. 120k. Mã 18 à. Ôi trời. 18 của chị Hồng Hà Mai. Ok, của chị Hồng ngày mai 18 nhá, chị Hồng ơi, chị Hồng ơi, em chốt chị Hồng 18 nhá. Chị Hà chứ chị. Ừ, Hà. Chị Hà là mình nhá. Ừ. Ok, của chị Hà 18 nhá, 35. 35 em chốt. 35 đâu nhỉ? Chờ tìm 35 đâu. Chị bây giờ không thể tìm được 35 nó ở đâu nữa rồi. Chốt nhanh tay kia. Mọi người phải có mẫu nào, mọi người phải chốt luôn cơ. Châu Tống ơi, mình qua mẫu nào thế? Thun lỉ. Áo thun lỉ mình có áo len, có những cái áo len mà nó chất nó vừa phải ấy, nó không quá dày nhá. À, hẹn bạn tối mai nhá, bạn đây, áo này cũng áo len kiểu chất chất chất
chất nỉ này bạn này, len nỉ nó không phải bay xù nhá. Len ép nha. Kiểu len ép đi. Len em mẫu này cũng rất xinh mọi người ơi. Màu này cũng mặc rất chi là dễ mặc nhá. Màu cực đẹp luôn. Chốt cho em 40kg đến 55kg nào. Mã 35. 40kg đến 55kg mã 35 nha. Màu lông chuột cực xinh luôn, cực tây luôn. Đây ạ, chất không hề bay xù gì cho các chị nhá. Chất bên em rất đẹp nha mọi người. Mã 35. Chị ơi, nhớ là chị mẫu 18 nhé. Ok chị Hà nhá. Ok chị, mã 35 nhá. Mã 35 chị ơi. Chị Hà cho em địa chỉ và số điện thoại nhá. Nốt mẫu này em nghỉ các chị ơi. Nốt mẫu này em nghỉ nhá. Nhớ kết bạn với em nào các chị nào. Kết bạn với em nhá. Kết bạn với em để theo dõi em nhá. Em sẽ live stream hàng ngày rất nhiều mẫu đẹp nhá. Áo 150k em ơi. Ôi rất nhiều người xem nhưng mà máy em hết pin rồi. Like thêm vài cái nữa. Này. Ừ. Ok. Ok, em sẽ like khi mà em sập nguồn nhá. Like khi sập nguồn này. Mà em bây giờ báo hiện tại là còn 76%. Em sẽ like khi sập nguồn nhá. Mã 63, 40kg đến 55kg mã 63 nào. Kiểu dáng rất lạ, rất đầu mọi người ơi. Rồi xong rồi, cái khác đi nhanh lên. Mã 63 nhá. Nó quần lâu ấy. 120k Thúy Hiền ơi, mã 63. Ai lấy thì comment mã phía dưới giúp mình nào. Mẫu này cũng rất xinh mọi người ơi. Mẫu này cực xinh luôn. 40kg đến 58kg nha. Ok, 63 cho Linh Lung Linh nha. Ok, của Linh Lung Linh 63 nha. Cho chị để chỉ số điện thoại bên dưới nào. Linh Lung Linh cho chị để chỉ số điện thoại bên dưới nào em ơi. Áo này rất xinh. 40kg đến 58kg nào mọi người ơi. Chị đổi mẫu này ra, em không biết mẫu nào để đổi với chị. Chị chốt rồi thì chị phải lấy giúp em. Mã 99 nha mọi người ơi. 40kg đến 55kg mã 99 nào. Lưu lên số điện thoại rồi. Em cho chị địa chỉ luôn bên dưới nhá. Em tự nhìn chị không phải nói. Mã 99. Ok, mã 99 của Linh Huỳnh. Ok, chốt cho Linh Huỳnh mã 99 nào. Cho chị chỉ số điện thoại bên dưới em ơi. Mã 99 của Linh Huỳnh rồi nhá. Liên Huỳnh cho chị số điện thoại luôn nào. Linh Huỳnh hình như có rồi. 63 bao nhiêu tiền? Linh 120.000 bạn ơi. Áo len đồng giá 120 nhá. Ô cái này xuống cái kia thế. Mọi người ơi, áo này rất đẹp mọi người này. Rất xinh luôn nhá, thề kiểu này rất đẹp luôn này. Linh Lung Linh ơi, 120k nhá. Mã 89 mọi người ơi. Chất này là chất len dày vừa phải nhá, không quá dày nhá mọi người nhá. Không quá dày nhá, mã 89 nào. 40kg đến 55kg. Mã 89 nhá. Họa tiết cực đẹp cực lạ luôn, mã 89 nhá. Đây phía sau đây ạ. Chốt cho em mã 89 nào. 40kg đến 55kg mã 89 nhá. Áo chất áo này chất thun em ơi. Len nhẹ nhá. Len không quá dày đâu. Mã 89 nhá.
xã Linh Lung Linh cho địa chỉ cơ. Có số điện thoại chưa? Mọi người ơi, lên họa tiết này, mẫu này cũng cực xinh luôn nhá. Lên họa tiết này cực xinh luôn mọi người ơi. Lên họa tiết này cực xinh luôn nhá. 40kg đến 55kg nào. 40kg đến 55kg nhá. Mã 26 ạ. Mã 26 nhá. 40kg đến 55kg mã 26 nào. Chất lên cực đẹp luôn nhá. Ok, 26 của mẹ bóng nha. Không phải chị em giọng mà không ra hơi nữa. Không nói được nữa. Ok, chốt cho mẹ bóng 26 nha. Đâu rồi chị biết đâu rồi đây à? Nói không ra hơi nữa các mẹ à? Các chị em ơi. Không nói ra hơi nữa. Tiếng. Ôi dồi ôi, cái áo len khoác này màu đen đẹp chưa đấy? Ngốc đấy nhỉ. Mọi người ơi, áo len này màu xanh xanh này xanh, xanh ngọc mọi người nhá. Đây ạ, phía dưới tà của nó ạ, răng cưa rất đẹp nhá. 40kg đến nào. Thị Trần ơi, áo 120k nhá. Mã 43 các chị ơi. 40kg đến 53kg. Mã 43. Màu xanh ngọc nhá. Chất len cực đẹp luôn. Mã 43 các chị ơi. Chỉ có một chiếc thôi ạ, mã 43. 40kg đến 53kg. Cho đi 43. Ok thì Hòa cho cháu số điện thoại và địa chỉ phía dưới nào. Ok chị Hòa nhá. 43 của chị Hòa nhá. Chị ơi, sao tài khoản Hồ Chí Minh của chị em trước chị ở Hà Nội à, trước chị ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ơi, chị ở Hà Nội nhá. Còn bây giờ chị ở Hà Nội nhá, còn số tài khoản nào mở cho Sài Gòn nhá. Ở áo mẫu này rất xinh mọi người ơi. Trần Thu Thảo mã 20 á. 20. Mã 10 là mã nào đây? Trời biết. Không biết. Không có chân váy Phúc Pha ơi. Mã 20 là nó lướt qua rồi, bây giờ mình không thể tìm được, có hình như có người chốt mã 20 rồi nhá. Mẫu này cũng rất xinh mọi người ơi. Mẫu này cực yêu luôn này mọi người này. 40kg đến 55kg. Mã 46 nhá. 40kg đến 55kg mã 46 nào. Mẫu này cực yêu luôn, thế mọi người, cực xinh luôn. Mít với chân váy rất trẻ trung nhá. Mã 46. Bạn ơi, bạn nhận hàng sau 1-2 ngày nhá. Phúc Pha ơi, nhận hàng sau 1-2 ngày nhá. 46 của Hiền Nguyễn nhá. Ok, của Hiền Nguyễn 46 nào. Cho mình địa chỉ số điện thoại nào. Bé ngốc ơi, 46 hết nhá. Chốt cho Hiền Nguyễn. Cho mình địa chỉ số điện thoại lên bên dưới Hiền Nguyễn ơi. Giờ kết bạn cộng xe còn giảm 10k mỗi áo không chị? À, không, hôm nay không, trong livestream này không giảm mà Ngô Anh Đào ơi. Chỉ có ngày hôm qua mùng 1 là giảm nhá, hôm nay không có giảm nhá em ơi. Hôm nay không có giảm nhá. Hiền Nguyễn có chỗ địa chỉ cơ. Hiền Nguyễn có chỗ điện thoại. Chân váy không có Phúc Pha nhá. Đúng rồi Hiền Nguyễn ơi, áo 120k. Áo khoác len mọi người, áo khoác len màu đen nhá. Áo khoác len 150. Ngô Anh Đào ơi, thì em lấy nhiều hàng thì chị có thể hỗ trợ ship một chút nhá. Ngô Anh Đào nhá, hỗ trợ ship nhá. Hồ Chí Minh. Có hỗ trợ ship cho Ngô Anh Đào một chút nếu như chốt nhiều hàng nhá. Mọi người áo khoác len màu đen này. 40kg đến 53kg nhá. Địa chỉ inbox được không bạn? Ok, inbox cho mình luôn. Ngay và luôn nhá.
Mã 99 nào, chị là chốt cho em mã 99 nào. 150k áo khoác len nha. 40kg đến 53kg nào. Màu đen nha, chất len cực đẹp luôn, cho các chị xem nào. Chất len ạ, có chị rõ không ạ? Chất len rất dày luôn nhá. Cực dày, cực đẹp, mã 99 nào. Chất... Ai không mua cái len này là tiếc lắm luôn này. Có nhìn rõ không ạ? Các chị nhìn rõ không ạ? Chất lên chói cực đẹp luôn. Nhiều nút mạng, nhiều nút cứ cho chói của gì. Có nhìn rõ không? Nhìn thấy không? Chất lên rất dày nha mọi người nhá. Vậy chị anh bút tổng tiền cho em nha. Em chốt nhiều ạ. Ok, ngồi anh nào nhá. Lát chị check nhá. Mã 99 mọi người ơi. Mã 99 nhá. Mã 99 150k. Các chị ơi, ai mà chốt hàng ở trong này ấy mà chưa có địa chỉ số điện thoại cho em, hoặc là có số điện thoại rồi mà chưa có địa chỉ, inbox cho em nha. Inbox cho em rồi em mới chốt hàng cho mọi người được nha, em mới gửi hàng được nhá. Những đơn hàng nào mà không có địa chỉ số điện thoại em sẽ hủy đơn ạ. Các chị rất thông cảm với em nhá. Tại vì là không có địa chỉ số điện thoại sao em gửi được hàng đúng không ạ? Nhớ kết bạn với em nhá. Kết bạn với em để theo dõi em livestream hàng ngày nhá. Hàng bên em về liên tục, ngày nào cũng về hàng. Rất nhiều hàng đẹp luôn các chị ạ. Mẫu mã rất chìa đa dạng nhá. Chị hàng chỉ có một chiếc nha, không bao giờ đụng hàng luôn nha. Hoa Mai ơi, áo này màu đen thì áo đấy tầm khoảng 53kg không được. Để em mặc thử, em mặc thử. Chị đây 52kg này. Được, vừa. Chị Mai vừa ơi. 53kg em cũng vừa nhá, kéo khoác len lên nãy. Có vừa nhá. Chị My cũng mặc vừa. Mọi người ơi, áo len cao cổ màu hồng này. Cực yêu luôn, 120k. Áo hồng đẹp thế. Áo hồng đẹp, áo hồng rất đẹp nhá. Cao cổ màu rất đẹp nhá. Nào, chốt cho em 40kg đến 53kg áo hồng này ạ. 40kg đến 53kg nhá. Mã 40 các chị ơi. Mã 40. Cảm ơn Lê Duy Nhật nha. Lê Duy Nhật mua hàng bên mình rồi mà chất vải bên mình rất ok luôn nha. Mã 40, 40kg đến 53kg. Ok, 40 của Hiền Nguyễn nào. 40 của Hiền Nguyễn nha. 40 của Hiền Nguyễn rồi, hết nha mọi người ơi. Em cảm ơn mọi người đã ủng hộ em. Người chậm tay quá. Em kết thúc livestream ở đây mọi người nhá. Máy em hiện tại là còn 1% pin ạ. Mọi người chủ động inbox cho em nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Mọi người inbox địa chỉ những người mà. Bye bye nhá. Nhớ inbox cho em địa chỉ số điện thoại em gửi hàng cho lẹ nhá. Nhận hàng sau 1-2 ngày thôi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.